Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Hầu môn khuê tú Của tác giả Tây Trì Mi Phần 17 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Thanh Ninh một mặt tươi cười, trong Lý Vân Nương nghẹn ngào, ôm nữ nhi, ninh nhi Mẫu thân, chúng ta sẽ tốt Thanh ninh mềm yếu tựa vào lòng Lý Vân Nương Chậm rãi nhẹ giọng, chúng ta nhất định sẽ tốt Một hồi lâu sau Lý Vân Nương mới hòa dịu cảm xúc Lao lệ gật đầu, ừ, nhất định chúng ta sẽ rất tốt Nữ nhi kiên cường như thế, nàng làm mẫu thân Càng phải mạnh mẽ hơn, để bảo hộ nữ nhi Khóe miệng thanh ninh cười tươi, mâu quan trong trẻo, thần thái phấn khởi hưng ninh hầu phủ đại tiểu thư bị thẩm gia đuổi khỏi gia môn chuyện đồn đại khắp kinh thành dân chúng không khỏi thổn thức việc làm của bọn người trong cao môn đại hộ thật khiến người ta khó hiểu dân nghèo không có tiền không nuôi nổi con mới đem nữ nhi đi bán bằng không ai có thể bỏ được cốt nhục của bản thân nhưng hầu phủ kia gấm hoa rực rỡ tiền bạc không thiếu chẳng lẽ cũng không nuôi nổi một khuê nữ thế nào lại đem đại tiểu thư đuổi khỏi gia môn đại tiểu thư này hôm qua rất nhiều người đều thấy, bộ dáng xinh đẹp, lại thông tuệ, vì sản nghiệp của mẫu thân mà đánh sạch hiềm nghi, đại gia còn đang bàn tán về nàng say sưa. Vậy mà chỉ qua một đêm, đã bị hầu phủ đuổi khỏi cửa. Cũng không phải là nàng tự ý dọn đi sống với mẫu thân cùng cách, có rất nhiều người đã nhìn thấy, đại tiểu thư ở đại môn hầu phủ dập đầu, nước mắt trang hòa rời đi. Việc làm này của hầu phủ, thật khiến người ta khó hiểu. Chuyện hưng ninh hầu phủ đại tiểu thư, cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ truyền đi khí thế hừng hực. Hình bộ và thuận thiên phủ ở Yến Hồi lâu ra ra được một tập giấy, trên mặt giấy đều ghi lại việc các quan to quý nhân mãi mê ăn uống, trong lúc đó lộ ra cơ sự, liên quan đến việc triều chính, còn có cả việc các quan viên đút lót, nhận hối hộ, thêm cả những việc bí mật mà các quan to quý nhân âm tư giấu kín, cái gì cần có đều có. Trịnh trì vừa nhận được tin tức này, giận sôi lên, cư nhiên bị tìm ra hình bộ và người thuận thiên phủ có khi nào cầm tin con chuột không đây? Tập giấy đó được giấu ở nơi chỉ có hắn và trưởng quỷ biết, giấy này vô cùng cơ mật, cho nên địa phương cất giấu đương nhiên cũng rất kín. Nhưng mà, lại bị tìm ra. Trịnh trì phẫn nộ đem chén trà đập nát. Trong lòng rất rõ, giờ phút này không phải là lúc để tức giận, phải mau vào cung thỉnh tội với phụ hoàng. Vì thế lập tức đứng dậy, đuổi tới hoàng cung tứ hoàng tử dám lén lút gây ra chuyện như thế, hoàng thượng vô cùng nổi nóng. trịnh trì đành phải quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng xin lỗi. nếu bây giờ hắn nói bản thân không quản giáo thủ hạ chu toàn, cớ này chắc chắn không được. một trưởng quỷ nho nhỏ nào có lá gan lớn như vậy. cho nên trịnh trì im lặng quỳ trên đất, không nói nửa lời. mặt trời chậm rãi ngã về tây, nhưng ánh nắng vẫn mang theo chút nhiệt. chỉ trong chốc lát, tráng trịnh trì đổ mồ hôi, lột bột rơi xuống hoàng thượng vẫn không gặp hoàng nhi hoàng nhi vẫn luôn quỳ gối ngoài ngự thư phòng thục phi nhận được tin tức vô cùng sốt ruột đi đi lại lai hai vòng liền viện tay ma ma đi ra ngoài bản cung đi xem quỳ như vậy hoàng nhi thân kiều thịt quý sao mà chịu nổi vội vã đi qua thục phi liếc mắt một cái đã thấy trịnh trì đang quỳ trên sàn ngoài tiền điện hoàng nhi con sao rồi mẫu phi trịnh trì ngẩng đầu mẫu phi sao ngài đến đây hoàng nhi con thế nào có chống đỡ được không thục phi vô cùng đau lòng không sao con nhất định phải cầu xin phụ hoàng tha thứ trịnh trì lắc đầu con chờ ở đây mẫu phi đi cầu tình với phụ hoàng con thục phi đứng dậy đến trước cửa cũng bị hoàng thượng cự tuyệt không cho vào thục phi khóc lóc hoàng thượng hoàng nhi tuy là ngàn sai vạn sai ngài đánh nó phạt nó là được cứ để nó quỳ thế này Hoàng Nhi sẽ chết mất. Hoàng thượng, ngài hãy tha thứ cho Hoàng Nhi đi. Hoàng thượng, là thần thiếp không dạy bảo tốt Hoàng Nhi, ngài muốn phạt thần thiếp, đánh thần thiếp, thần thiếp tuyệt không có nửa câu oán hận, vang cầu ngài gặp thần thiếp và Hoàng Nhi. Hoàng thượng, để tình thần thiếp hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, ngài tha thứ cho Hoàng Nhi lần này đi. Khóc lóc một hồi, Thục Phi thấy bên trong không hề động tĩnh, nghĩ nghĩ, nói, Hoàng thượng, thần thiếp bồi Hoàng Nhi quỳ, quỳ đến khi nào ngài chịu gặp mẫu tử thần thiết mới thôi nói xong liền vung ống tay áo đi qua chỗ trịnh trì quỳ gối bên người hắn mẫu phi ngài vạn vạn không thể trịnh trì vội nói hoàng nhi mẫu phi cùng quỳ với con thục phi thẳng lưng mẫu phi thân thể ngài suy yếu trên đất rất lạnh ánh nắng lại nóng ngài sao chịu được ngài nên hồi cung trước đi sắc mặt trịnh trì hiện tia lo lắng Thục Phi lắc đầu, không lên tiếng nữa. Cung nữ, ma ma, nội thi đi theo Thục Phi đều vội quỳ xuống. Trịnh trì nắm chặt quả đấm, gân xanh nổi lên. Là do hắn sơ sẩy. Hắn quá coi thường nha đầu thẩm thanh ninh kia. Không chỉ không giáo huấn được nàng, mà còn để nàng phản kích hắn một quyền nặng nề. Bản thân không những mất đi yến hồi lâu, còn để phụ hoàng tức giận, thất vọng về hắn. Bây giờ còn phiền mẫu phi cùng chịu tội với mình ánh mắt trịnh trì ngập tràn hy vọng nhìn về cửa ngự thư phòng, hy vọng phụ hoàng sớm ra gặp mặt mẹ con họ. Bằng không, mẫu phi sao có thể chịu được khổ cực này? Hoàng thượng không cho người đến truyền lời muốn gặp mặt bọn họ. Thục phi lo lắng không kém trịnh trì, chỉ trong chốc lát, sắc mặt liền tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, té xỉu trên đất. Nương nương, nương nương, mau, nhanh đi thỉnh thái y, cung nữ, ma ma, nội thị nhất thời gấp đến độ cuốn cùng hoàng thượng, thuộc phi nương nương bị ngất. Nội thị nhẹ giọng đem động tỉnh bên ngoài bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng mặt trầm như nước, truyền khẩu dụ của trẫm, thân thể thuộc phi không tốt, phải tỉnh dưỡng, bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy rầy. Tất cả công vụ trên tay tứ hoàng tử, trước chuyển sang cho lão ngũ và lão cửu tiếp nhận, để hắn về phủ tứ hoàng tử tự kiểm điểm. Cụ thể, chờ có kết quả thẩm tra cuối cùng của vụ án mới định đoạt tiếp. Đây là muốn giam lỏng mẫu tử bọn họ. Gặp cũng không gặp, phụ hoàng muốn yếm khí hắn sao? Trịnh Trì sững sờ một chút, dập đầu tạ ơn, tạ ơn điển phụ hoàng. Các ngươi mau đưa nương nương hồi cung. Nội thị truyền khẩu dụ xong, quay đầu nhìn Trịnh Trì đang đứng không vững, "Tứ hoàng tử, có muốn nô tài kêu liễn kiệu đến đưa ngài xuất cung không?" "Không phiền công công, ta đi xem mẫu phi trước, sẽ hồi phủ sau." Trịnh Trì lắc đầu. Mẫu phi bị té xỉu hắn sao có thể yên tâm xuất cung nói xong phân phó mọi người nâng thục phi còn mình thì vịnh tay nội thị rời đi thái y đâm vài châm thục phi mơ màng tỉnh lại vừa tỉnh đã thấy đang nằm trong hậu cung vội hỏi trịnh trì phụ hoàng con nói thế nào trịnh trì đem ý chỉ của hoàng thượng nói lại sau đó trấn an thục phi mẫu phi phải chăm sóc thân thể cho tốt ngài yên tâm nhi thần không sao thục phi nghĩ nghĩ nói sự việc đã phát sinh tốt nhất là nên lấy tỉnh chế động, con cứ an tâm ở trong phủ, ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trịnh trì gật đầu, nói thêm một hồi mới cáo từ rời cung, hồi phủ tứ hoàng tử. Thuận Thiên Phủ Bốn người động khải tuấn sắc mặt vô cùng tiều tụy. Trong phòng giam Thuận Thiên Phủ, chuột, dáng chạy đầy đất, còn có rận bò khắp nơi, bốn người từ nhỏ cẩm y ngọc thực, đã bao giờ phải chịu loại khổ cực này. Cả đêm nhìn con chuột kia chạy tới chạy lui, lại còn bị rận cắn ngứa không chịu được, bốn người suốt đêm không thể chợp mắt. Một tiếng kêu vang lên, chính là người hung thần ác sát đang rống. Bốn người chỉ có thể cắn môi, ôm nhau ngồi một góc, giúp nhau vượt qua nỗi khiếp đảm này. Muốn gọi người tới nhưng không dám kêu ra tiếng. Đồ ăn lại càng không thể nuốt nổi, bốn người từ lúc vào đây cũng chưa ăn gì, hiện thời bụng dạ đói meo, ngực dán vào lưng. Qua thời điểm giữa trưa không lâu, bốn người bị kêu đi ra ngoài, bọn họ cho rằng mình sắp được thả, tâm trạng có chút hân hoan, không ngờ là bị đưa đến một gian phòng đầy hình cụ. Hình cụ lạnh như băng, vô cùng dữ tợn. Bọn nha phủ đưa bọn họ vào phòng xong, liền lui ra ngoài. Chúng ta dẫu gì cũng là con em nhà quan lại, còn có quan hàm trong người, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn dụng hình với chúng ta sao? Mau cho ta gặp đổ đại nhân. Đổng Khải Tuấn quay đầu quát, có điều nhịn ăn suốt một ngày, âm thanh không có bao nhiêu khí thế đỗ đại nhân đỗ đại nhân không có thời gian gặp các ngươi bên ngoài vang lên tiếng nha phủ lúc này đỗ đại nhân đang đi xử lý công việc ở yến hồi lâu đỗ đại nhân muốn hỏi bọn người các ngươi các ngươi vu cáo quan nguyệt lâu có phải đã chịu sự sai bảo của ai không trong phòng có năm người đứng quất bóng bốn người đổng khải tuấn không nhìn rõ tướng mạo của bọn họ lắm người đang nói đứng phía trước mặc áo lam giọng nói rất lãnh nhạt lãnh ý cường ngạnh không có chúng ta không chịu sự sai kiến của ai hết đổng khải tuấn chối thẳng thừng hắn nào dám nói là tứ điện hạ sai kiến chứ nói ra rồi tứ điện hạ còn không phải sẽ làm thịt bọn hắn sao chỉ cần bọn hắn một mực chắc chắn không có người sai bảo dù sao người chết ở quan nguyệt lâu bọn hắn tố cáo quan nguyệt lâu cũng là điều đương nhiên người ở đây cũng không dám dụng hình với bốn người bọn hắn thật không người nọ hỏi lại một câu Ngươi mau thả chúng ta ra trấn tứ công tử nói dụng hình ngươi dám đổng khải tuấn nhảy dựng lên cô cô ta là thuộc phi nương nương hoàng thượng là dượng của ta các ngươi dám các ngươi dám chạm vào một sợi lông của ta sao không thèm để ý tới lời bọn họ người nọ tiến ra bốn người phía sau cũng đi đến mỗi người bắt lấy một người nhẹ nhàng tóm được bốn người đổng khải tuấn đè bọn họ ra không biết từ nơi nào xuất ra kim châm đâm thẳng vào ngón tay bọn Đổng Khải Tuấn. A. À, bốn người Đổng Khải Tuấn đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh, hoa oa kêu gào. Một phen dùng hình, nhưng bốn người vẫn cắn chặt khớp hàm không chịu khai báo. Nha phủ đành phải phái người đưa bọn họ trở về nhà lao. Một nha phủ đưa năm người ra ngoài, ra khỏi Thuận Thiên phủ, bốn người yên lặng không một tiếng động, biến mất trong chỗ tối. Một người đi vòng qua các ngõ ngách tiến đến một chiếc xe ngựa đổ ở đầu một ngõ nhỏ thế tử áo lam đã trở lại tùng một ngồi ở càng xe nhìn thấy vội quay đầu bẩm báo áo lam lên xe ngựa ngồi đối diện với tô phỉ bên trong trả lời bọn họ một mực khẳng định không có ai sai khiến ta biết rồi ngươi xuống đi tô phỉ nhàn nhạt phất tay đây là việc hắn đã dự kiến áo lam gật đầu xuống xe ngựa rất nhanh đã biến mất không thấy thân ảnh thế tử bây giờ về quốc công phủ sao tùng một vừa đánh xe về phía trước vừa quay đầu hỏi phía chân trời trăng lưỡi liềm như câu câu phỉ chậm rãi truyền ra âm thanh dễ nghe đi lý rạch phía tây trăng non như lưỡi câu đậu trên nọn cây sao sáng trên bầu trời đêm lấp lánh chói mắt đối với việc tô phỉ buổi tối đột nhiên tới chơi thanh ninh đã không còn thấy kỳ quái nàng chỉ sợ nếu mẫu thân biết bà sẽ lo lắng vì thế đành ở trong phòng dùng trà chiêu đãi hắn không bận sao. Mặc dù vụ án lần này do hình bộ và thuận thiên phủ phụ trách, nhưng có liên quan đến tứ hoàng tử, hắn nhất định là rất bận rộn. Thanh Ninh nghĩ vậy. Tô Phỉ lắc đầu, lấy tay tiếp trà nàng đưa qua, đặt trên bàn, miên tươi cười nhưng mang theo lo lắng, ánh mắt không bỏ lỡ biểu cảm nào của nàng, mâu quan lóe ra tia quan tâm, nàng vẫn ổn chứ. Hắn hiểu, nữ tử trước mắt này đối với hầu phủ không có bao nhiêu tình cảm, nhưng nàng bị chính người thân ruột thịt ruồng bỏ bị đuổi khỏi gia môn nàng suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa cập kê có thể chịu nổi sao trong lòng nàng hẳn có rất nhiều khổ sở tuy rằng bản thân hắn không bị người quốc công phủ vứt bỏ nhưng nhiều năm qua thực ra so với vứt bỏ cũng chẳng khác biệt nhiều lắm kỳ thật hắn chỉ có cái danh hào thế tử tề quốc phủ trong cái nhà đó mà thôi người ta nói người thân và người lạ có khác biệt nhưng với hắn cho tới bây giờ người thân cũng chỉ như người lạ. Thanh Ninh suy nghĩ, biết hắn lo lắng cho nàng chuyện đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ, gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp, rất ổn. Nói xong lại cảm thấy lời của mình có chút đơn giản mà xa cách, vì thế liền bỏ thêm một câu, "Tổ, cảm ơn chàng đã cố ý đến thăm ta." Nàng đã sống qua hai kiếp, còn cái gì không thể bỏ qua nữa đây? Huống chi là mấy kẻ thân nhân như bọn họ. Cô Phỉ cẩn thận nhìn nhìn trên mặt nàng không có nét gì buồn rầu hay thương tâm ánh mắt cũng không mang chút khổ sở ngược lại còn sáng quắc tỏa ra hào quang vui vẻ khóe miệng tô phỉ cong lên cười ấm áp xem ra ta lo lắng thừa rồi thật ra hắn muốn nói là mặc kệ phát sinh chuyện gì bất cứ khi nào hắn đều sẽ ở bên nàng mặc kệ nàng làm việc gì hắn cũng sẽ ủng hộ bởi vì có nàng tồn tại lần đầu tiên hắn cảm thấy sinh mệnh của bản thân đã không còn đơn độc tịch liêu như trước cuộc sống của hắn cũng bởi vì nàng mà trở nên muôn màu muôn vẻ, lần đầu tiên đối với tương lai, hắn có nhiều chờ đợi mãnh liệt như thế. Cảm giác này cũng là lần đầu có, nàng đối với hắn như bầu trời xanh thẳm trên cao. Không đâu, chàng có thể đến đây, ta rất vui. Gió thổi qua cửa sổ mang theo mùi hoa ngọt ngào, gió đêm đầu hạ rất mát, thanh ninh nở nụ cười chân thành tha thiết, đáy lòng vô cùng cao hứng, trong lòng nàng rất rõ, tô phỉ hắn đến đây, là thật lòng lo lắng cho nàng, hắn lo nàng đang buồn trên đời này còn gì đáng quý hơn tình cảm đó nữa đây kiếp trước nàng và tống tử giật thanh mai trúc mã sau này thành thân cũng tương kính như tân đến lúc chết mới hiểu được hắn cưới nàng chẳng qua là vì bị tứ hôn hắn không có cách nào từ chối nếu có biện pháp từ hôn liệu hắn còn muốn cưới nàng không sẽ không đời trước mẫu thân nàng gánh trên lưng tội danh dâm phụ hồng hạnh xuất tường cuối cùng bị chết nàng là con gái của mẫu thân tống tử dật phải cưới nàng làm vợ đối với hắn là quá bất đắc dĩ nhưng tô phỉ trước mắt thanh lãnh tuyệt diễm trầm tĩnh mà cao ngất như núi hắn luôn âm thầm giỏi theo nàng yên lặng giúp đỡ nàng tựa như cho dù nàng có xảy ra chuyện gì cho dù nàng có phải gánh vác loại thanh danh nào hắn cũng luôn đứng về phía nàng mà trong lòng nàng cũng vô cùng tin tưởng hắn sau này chúng ta đều sẽ tốt tô phỉ nhìn thanh ninh ánh mắt long lanh So với đèn đuốc bên cạnh còn sáng ngời hơn, tựa hồ có thể chiếu sáng cả căn phòng. Thanh ninh ngồi dưới ánh đèn, sắc mặt như nhiễm một tầng sáng nhạt, biểu cảm an tường mà yên tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, nghiêm cẩn đối diện ánh mắt Tô Phỉ, khẽ gật đầu, "Ừ, chúng ta đều sẽ tốt." Tô Phỉ có chút kích động. Hôm qua, hắn cảm giác được, nàng đối với hắn đã thân cận hơn, không còn duy trì khoảng cách như trước kia trước đây cho dù thanh ninh đứng gần hắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được nàng có chút xa cách với hắn nhưng bắt đầu từ hôm qua nàng đã thay đổi tâm ý vì sao vậy đến cùng là đã phát sinh chuyện gì khiến nàng đột nhiên thay đổi thái độ tô phỉ nghĩ nghĩ rất nhanh liền đem nghi hoặc đè ép xuống đáy lòng mặc kệ là thế nào nàng đã bước thêm một bước rất gần hắn rồi như thế chẳng phải rất tốt sao tâm tình tô phỉ kích động đứng lên vương tay kéo thanh ninh đứng dậy Thanh Ninh cũng không cự tuyệt, đứng lên. Tô Phỉ nhẹ nhàng ôm Thanh Ninh, ngửi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ nàng, Tô Phỉ thỏa mãn hít một hơi. Tựa như hắn chưa từng hạnh phúc và vui vẻ đến thế. Trong gian phòng, tất cả đều là hương vị của hắn, vừa thoải mái vừa khiến người ta an tâm. Bên tai truyền đến tiếng tim đập hữu lực của Tô Phỉ, còn có thể cảm nhận được rõ ràng làn da dưới lớp quần áo cùng hơi thở rất nóng của hắn, Thanh Ninh yên tĩnh tựa vào trước ngực Tô Phỉ qua một lúc liền chậm rãi vương tay ông lấy thắt lưng hắn dáng người tô phỉ khẽ rung lên thân thể thẳng băng hai tay ôm chặt thanh ninh một hồi lâu sau mới nói thanh ninh chờ vụ án kia định xong ta thỉnh hoàng thượng tứ hôn cho chúng ta được không thanh âm mang theo một tia hồi hộp hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của thanh ninh cũng có thể cảm giác được nàng đối với hắn có tâm ý nhưng hắn lại không sách được nàng có đồng ý ở bên hắn cả đời hay không Mở lòng là một chuyện, về phần thành thân, đây là chuyện cả đời, liệu có phải cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng nghĩ qua việc này? Dù sao tuổi nàng vẫn còn nhỏ, lại phải trải qua nhiều sự việc như vậy, hơn nữa nàng mới đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ, giờ phút này, chỉ sợ việc nàng muốn làm nhất, là ở bên mẫu thân. Như trước kia nàng nói, cả đời này, việc nàng muốn làm nhất chính là cùng mẫu thân vui vẻ sống bình an qua ngày. Thanh ninh buông tay, lui khỏi lòng ngực hắn, bước về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn Tô Phỉ. "Nàng, đây là không đồng ý sao?" Tô Phỉ hơi ngẩng ra, ánh mắt hiện tia ảm đạm, rất nhanh liền buông xuống, cả người có chút cứng ngắc, lộ ra vẻ khổ sở. "Đúng vậy, là do hắn đã quá nóng lòng. Nàng muốn ở với Lý phu nhân, vậy cứ theo ý nàng đi, hắn chờ nàng là được, lòng nàng đã bước đến gần hắn thế này rồi, hắn còn cầu gì hơn nữa." Nghĩ vậy, tâm trạng Tô Phỉ khôi phục trấn định buông nét ảm đạm xuống, trong nháy mắt, thân thể trở về vẻ thanh nhã như trước. Đôi mắt thanh ninh trong suốt như nước hồ thu, sáng tỏ rõ ràng, nàng có thể cảm nhận được vẻ biến hóa trong chớp mắt của hắn. Bởi vì quý trọng và để ý tới nàng, nên hắn mới không yên như thế. Thanh ninh ngửa mặt, miệng cười chậm rãi, gật đầu, được, cứ làm theo lời chàng đi. Tình ý của hắn, nàng thấu hiểu, bản thân nàng vừa vặn cũng thích hắn, đã là lưỡng tình tương duyệt, nàng cũng đã suy nghĩ cẩn thận, sẽ không lãng tránh nữa. Tô Vĩ không tin vào tai mình, chút ảm đạm trên mặt biến mất không còn tâm hơi, phút chốc mở to hai mắt nhìn thanh ninh, con ngươi rực cháy, tinh thần ngạc nhiên tột độ, tay cầm bả vai thanh ninh, trong mắt mang theo không dám tin, xác nhận hỏi, nàng, nàng vừa nói gì đó. Ta nghe không rõ. Không thể tưởng tượng được, người thanh lãnh, trầm ổn như tô phỉ cũng có lúc kinh ngạc thế này, thanh ninh không khỏi nở nụ cười, ta nói, cứ làm theo lời chàng đi. Thật sao? Tô Phỉ cảm thấy trái tim hắn như nhảy khỏi lồng ngực, nàng đồng ý rồi. Ừ, Thanh Ninh cười gật đầu, ta đồng ý rồi. Kiếp trước hắn quá mức cơ khổ, kiếp này nàng mới biết thêm nhiều điều về hắn, nam tử Thanh Diễm tuyệt luân, có gia thế cao quý, có dung nhan kinh diễm vô song, có tài hoa, nhưng luôn bị phụ thân, tổ mẫu lạnh nhạt, kế mẫu thì lúc nào cũng mong hắn nhanh chết đi. Hắn luôn cô tịch như vậy, cô độc một mình nhìn ân tình thế gian. tuy có thánh sủng của hoàng thượng, nhưng hoàng thượng dù sao cũng là vua một nước, ấm áp dành cho hắn có thể nhiều được bao nhiêu? hơn nữa, nhận được sủng ái của đế vương, đồng nghĩa với việc sẽ bị nhiều kẻ ghen tị tính kế. cuộc đời này của hắn vẫn có nhiều gian khổ, e là chỉ có chính hắn mới hiểu được nỗi cô đơn của bản thân. có bao nhiêu xót xa cũng chỉ mình hắn biết. thật sự, ánh mắt cô phỉ sáng quắc hỏi lại Thanh Ninh. Ừ, Thanh Ninh gật đầu. Nàng nhéo ta một cái đi, ta cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Tô Phỉ nắm tay Thanh Ninh, kéo lên gương mặt khuynh thành của hắn. Đầu ngón tay truyền đến xúc giác nhẵn nhụi bóng loáng của da mặt hắn. Tô Phỉ luôn tỏa ra hơi thở như băng, Tô Phỉ luôn lãnh đạm xa cách người khác mà nàng thường thấy, bây giờ lại như một đứa trẻ đáng yêu, Thanh Ninh nở nụ cười, nhướng mày, vậy cứ coi như chàng đang nằm mơ đi. Không, đây không phải là mơ, chính miệng nàng đã đồng ý rồi, không được đổi ý đó. Nói xong tô phỉ cười khẽ, trên mặt lóe tia hưng phấn mà kích động, ông chầm lấy thanh ninh, thật tốt quá, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng. Xuyệt! Thanh ninh vương ngón trỏ áp lên cánh môi hắn, quay đầu nhìn qua cửa sổ, hướng về phía sân viện tử, khẽ thôi, nếu bị người khác nghe thấy không tốt đâu, mẫu thân mà biết nửa đêm có nam nhân đến khuê phòng của ta, bà sẽ đánh ta chết mất thanh ninh của hắn thật tốt, trong lúc hắn lơ đảng, nàng mang đến cho hắn kinh hỉ. Tô phỉ theo lời thanh ninh nhìn xuống dưới, con ngươi như mực, trạng rỡ phát sáng như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Ngón tay trên môi mang theo hơi mát, tô phỉ không kìm lòng hé mở cánh môi, đầu lưỡi vươn ra một chút, ngậm lấy ngón tay như ngọc của Thảnh ninh. Cảm giác tê dại theo ngón tay truyền đến trái tim, phát ra toàn thân, quanh một cái, gương mặt thanh ninh đỏ lên, sắc đỏ lan ra hai bên tai, quay đầu, trừng mắt liếc tô phỉ, chàng mau buông ra. Tóc đen đổ xuống như thác nước, gò má hồng hào tựa đóa hoa, mặt mày tươi đẹp, thanh ninh liếc mắt nhưng lại mang xấu hổ và giận dữ, đôi mắt như mực của tô phỉ càng thêm nồng đậm, hầu kết thoạt giật mình, môi không hề buông ra. Tiếp xúc thân mật như vậy, thanh ninh cảm thấy tim đập rất nhanh, mặt càng đỏ như nắng chiều. Trên mặt tô phỉ lóe tia vui vẻ, trong ánh mắt đen nhánh được chiếu rọi bởi ánh đèn, ẩn chứa vô cùng nồng nhiệt. Trước biểu cảm vui sướng và ánh mắt lấp lánh của hắn, thanh ninh không đành lòng nói nặng, vì thế hít sâu một hơi, tận lực thả ra âm thanh nhẹ giọng, chậm rãi nói, tô phỉ, chàng buông ta ra trước đi. Được. Khóe mắt, đuôi lông mày tô phỉ đều tản ra tươi cười, rất nghe lời buông lỏng ngón tay thanh ninh, đôi tay hắn nâng gương mặt nàng lên, nghiêm cẩn nhìn chầm chầm vào mắt nàng, nói, cảm ơn nàng. Thanh ninh có thể nhìn thấy thân ảnh của chính mình trong con ngươi trong trẻo của hắn, Cô phỉ cúi đầu. Ngón tay thanh ninh nắm lấy tay áo hắn. Môi hắn nhẹ nhàng dừng trên trán thanh ninh. Thanh ninh cảm thấy trong lòng như có gió xuân thổi qua, yên tĩnh mà an tường, cảm giác bản thân như được hắn nâng trong lòng bàn tay như trân bảo. Cám ơn nàng. Cô phỉ nhẹ nhàng ôm thanh ninh, cầm tì vào hõm vai nàng. Cám ơn ông trời đã đưa nàng đến bên hắn. Cám ơn nàng đã đồng ý ở bên hắn cả đời. Sắc trời không còn sớm, chàng mau về đi. Thật lâu sau, thanh ninh mới nhẹ giọng lên tiếng. Được, cái này. Tô phỉ cúi đầu, lấy hầu bao bên hông đưa đến, đổ ra một khối bích ngọc, cái này vốn chuẩn bị để hôm qua tặng nàng, không ngờ lại phát sinh chuyện kia, ta mới không lấy ra, nàng cầm xem đi, có thể thỉnh người tạo hình đến, làm thành thứ gì đó nàng thích. Miếng ngọc tuyệt đẹp nhỏ bằng ngón cái, ánh nhuận như nước mùa xuân. Được, nghĩ đến hôm qua tết đoan ngọ hắn muốn tặng nàng vật này thanh ninh vui vẻ nhận lấy miếng ngọc ấm áp còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn ta lại không chuẩn bị lễ vật gì cho chàng ngày lễ tết tặng lễ có qua có lại lễ thượng vãn lai là phải làm nàng đã tặng lễ vật tốt nhất cho ta rồi nàng gật đầu đồng ý việc hôn sự của bọn họ còn lễ vật nào tốt hơn được nữa ánh mắt tô phỉ vui vẻ lưu luyến nói ta phải đi đây từ chàng nhớ bảo trọng thanh ninh gật đầu tô phỉ gật đầu chăm chú nhìn thanh ninh một lát sau đó xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ nhìn bộ phát mạnh mẽ biến mất ở cửa sổ thanh ninh đưa tay sờ tráng mềm mại ấm áp tựa như nơi đó còn mang theo hơi thở của hắn tiểu thư trà mai và những đông từ bên ngoài đi đến những đông luôn một vẻ lạnh lùng hiện tại ánh mắt lại mang vài phần vui sướng trà mai thấy sắc mặt thanh ninh thẫn thờ liền có chút lo lắng tô thế tử đêm khuya tới khuê phòng của tiểu thư nếu bị người khác thấy được sẽ hủy khuê dự của tiểu thư mất thanh ninh cho trà mai một ánh mắt yên tâm đương nhiên là không nhìn đến vẻ mặt của nhẫn đông nói đêm đã khuya chuẩn bị ngủ thôi có ánh mắt của thanh ninh lo lắng của trà mai cũng vơi bớt nàng tin tưởng tiểu thư tự có chừng mực sẽ không xảy ra chuyện gì vì thế cùng nhẫn đông hai người đi trải giường chiếu Hầu Thanh Ninh lên giường, buông màn xuống, Trà Mai để lại một chiếc đèn ở góc nhà, cùng Nhẫn Đông lui ra ngoài, Trà Mai ngủ ở gian ngoài trực đêm, Nhẫn Đông trở về phòng nghỉ tạm. Thanh Ninh nằm trên giường, mắt mở to, khóe miệng khẽ cười, nỉ non một câu, tô phỉ này. Cô phỉ mang theo tâm trạng vui vẻ về quốc công phủ, Tùng Mộc và Bách Mộc có thể cảm nhận được chủ tử đang vui, tuy bọn họ không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại khẳng định việc này có liên quan tới thẩm tiểu thư. Tô Phỉ vào thư phòng nghỉ ngơi, thật mong trời mau sáng, tuy chỉ ngủ được một lúc, nhưng Tô Phỉ ngủ rất ngon, đến giờ liền vội dậy, rửa mặt chải đầu một phen, tinh thần phấn chấn lên triều. Đầu hạ, không khí đã bắt đầu nóng lên. Vô tình phát sinh án mạng trong ngày Tết đoan ngọ, nên chờ qua hai ngày sau, cố hoàng hậu mới triệu kiến tôn thị. Tôn thị tiến cung lần này không tích cực như lần trước, thần sắc nhàn nhạt cùng cố hoàng hậu nói chuyện của tôn ngọc tuyết cố hoàng hậu thật không ngờ tôn thị tiến cung vẫn là nói về hôn sự của tô phỉ thần sắc có chút lãnh đạm tôn tiểu thư giác tướng mạo là một trong vạn người nhưng mà hoàng thượng đã nói việc hôn sự của tô phỉ hoàng thượng cho hắn tự chọn thê tử cho nên chỉ sợ đã khiến tôn phu nhân phải thất vọng rồi trong lòng tôn thị vui sướng trên mặt lại ra vẻ kính trọng đáp là thần phụ không tốt đã quấy rầy nương nương ngài quấy rầy cái gì tết đoan ngọ đã qua bản cung cũng rất nhàn hạ. Cố hoàng hậu nói đùa, "Ai da, thần phụ cũng là phụ mệnh của mẫu thân nhà mẹ đẻ, nên mới không thể không đến quấy rầy nương nương." Tôn thị thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ nói, "Cố hoàng hậu nghe vậy, hỏi, "Tôn lão phu nhân chẳng phải đã thanh tu hơn chục năm ư? Đã xuất quan rồi sao? Bà ấy có khỏe không?" Tại nương nương quan tâm, mẫu thân thân thể vững vàng, sáng suốt, cũng rất quan tâm đến con cháu. Tôn Thị khẽ cười, lập tức nhìn về phía cố hoàng hậu, nghiêm cẩn nói, kỳ thực, thần phụ thật tâm ức thích thẩm nha đầu kia, quốc công phủ thật sự không cần nàng dâu đến dệt hoa trên gấm, nha đầu đó số mệnh cũng long đong, cha mẹ cùng cách, hai ngày trước lại cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, thật là khiến người ta phải đau lòng. Nghe vậy, sắc mặt cố hoàng hậu trầm xuống, sự việc này nàng cũng biết, nha đầu kia, cùng vân nương cố hoàng hậu đối với lý vân nương có nhiều quan tâm ai cũng biết hiện tại thẩm thanh ninh lại cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ tuy hoàng thượng làm chủ việc hôn sự của tô phỉ nhưng hoàng hậu nương nương và hoàng thượng nên vợ nên chồng từ thuở thiếu niên một đường mưa tanh gió máu mới có được ngày hôm nay hoàng thượng đối với hoàng hậu rất kính trọng thêm nữa dưới gối hoàng hậu lại không có con cái hoàng thượng lại càng thương tiếc hoàng hậu thêm vài phần cho nên chỉ cần hoàng hậu nương nương mở lời nói với hoàng thượng hẳn là sẽ hữu dụng công thị nghĩ đến đây thở dài một hơi thật tiếc là nàng và quốc công phủ ta vô duyên hy vọng tương lai nàng có thể tìm được nhà tốt cả vào hòa thuận mỹ mãn qua nửa đời còn lại công thị thật tâm hay giả ý cố hoàng hậu sao lại không ra kết quả chỉ nhàn nhạt nói một câu hy vọng là thế không nghĩ sẽ nói tiếp công thị quan sát sắc mặt hoàng hậu cũng không nói thêm gì nữa bỏ qua đề tài này nói thêm vài câu rồi cáo từ rời cung tôn thị đánh chủ ý gì thanh ninh đương nhiên không biết nàng và lý vân nương ở nhà cao hứng tiếp đãi hai mẹ con liên thị và hoàng xảo y liên thị tính cách sảng khoái vừa thấy đã khiến người ta sinh hảo cảm mới gặp mặt một lần mà lý vân nương đã rất thích nàng nhưng mà hiện tại lý vân nương rất lo nữ nhi nhà nàng hôm nay đã đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ tuy rằng lời đồn bên ngoài nghiêng về một phía trách cứ hầu phủ nhưng trong lòng nàng cũng hiểu, phân, khuê tú nhà quan lại, cao môn đại hộ, tất nhiên là sẽ không muốn lui tới quan hệ với nữ nhi nữa. Phu nhân, chỉ có một ly trà đơn giản, chiêu đãi không chu toàn, phu nhân đừng để ý. Vì thế Lý Vân Nương liền mang theo vài phần khách khí, đẩy chén trà về phía Hoàng Phu Nhân. Hoàng Phu Nhân bưng chén, nhấp một ngụm, là chè xuân vụ năm nay, Phu Nhân, ngươi khách khí quá rồi. Nói xong cười sang sảng, tay chỉ vào hoàng xảo y, đứa trẻ này nhà ta rất bướng bỉnh, được phụ huynh sủng thành vô pháp vô thiên, ta bị nó cuốn lấy, không còn cách nào khác. Sau Tết đoan ngọ, nó cứ đòi qua đây, nhưng ta không biết các ngươi có tiện không, dù sao, gần đây trong phủ nhà ngươi cũng đã phát sinh nhiều việc, ta nói với nó là để mấy ngày nữa rồi qua cũng được, nhưng nó không chịu nghe. Liên thị nói ra chân thành, ánh mắt cũng rất thản nhiên. Ở dưới tình huống thế này, Hoàng Phu Nhân không hề khúc mắt, lý vân nương rất cảm động đôi mắt hơi ướt phu nhân quá lời rồi chúng ta đương nhiên là thập phần hoan nghênh nữ nhi nhà mình có được người bạn thân thiết như vậy lý vân nương tự nhiên rất vui vẻ ta cũng không vòng vo nữa liên thị nhìn thanh ninh nói với lý vân nương ta nhìn người làm việc từ trước đến nay đều không bận tâm người khác nói gì nha đầu này nhà ta thập phần lỗ mãn không giống như thanh ninh sinh ra đã nhu thuận khiến ai ai cũng thích nếp nhân không để ý hãy để nàng thường xuyên đến nhà ta chơi, cũng coi như là, cho nữ nhi nhà ta được đi theo học tập nàng, bớt nghịch ngợm đi một chút. Mẫu thân Hoàng xảo y nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, dậm chân, mẫu thân, nữ nhi nào có. Ha ha ha, nhìn con xem. Liên thị cười ha ha. Lý Vân Nương kéo tay Hoàng xảo y, cô nương tâm địa thiện lương thế này, ta thích. Thanh Ninh cũng miếng miệng cười. Được rồi, Cô nương các ngươi đi nói chuyện đi, để chúng ta hàng huyên. Liên thị nói với Hoàng Sảo Y và Thanh Ninh. Thanh Ninh gật đầu, cùng Hoàng Sảo Y hành lễ, trở về viện của Thanh Ninh nói chuyện. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, phu nhân cũng đừng lo lắng, sẽ tốt cả thôi. Chờ Thanh Ninh cùng Hoàng Sảo Y đi rồi, Liên thị vỗ tay Lý Vân Nương, an ủi. Ai da, ta là lo lắng cho việc hôn sự của nha đầu kia sắc mặt lý vân nương ngưng trọng nó trước là lui hôn sau lại cùng ta ra ngoài sống hiện tại là đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ tuy rằng trong tay có thánh chỉ tự chủ kén chồng nhưng mà sau này không có nhà mẹ để dựa vào sẽ như lục bình trôi sông tương lai ngươi đừng lo lắng quá liên thị nhìn lý vân nương nói dân chúng bình thường chẳng phải cũng sống như vậy huống chi phu nhân ngươi lại có chút của cải không lẽ còn sợ tiểu thư không tìm nổi một mối hôn nhân tốt hay sao nói cũng lý vân nương gật đầu nhưng sắc mặt vẫn ưu tư như trước mặc kệ cho thiên hạ bàn luận tục ngữ có câu cây ngay không sợ chết đứng liên thị vỗ tay lý vân nương nói nếu ngươi tin ta ta sẽ nói với lão gia nhà ta giúp đỡ hắn ở binh bộ thủ hạ cũng rất nhiều bọn họ đều trưởng thành từ trong quân doanh suy nghĩ không hạn hẹp như con nhà thế gia chỉ có điều gia thế của họ sẽ không tốt được như nhà cao môn đại hộ nhưng phẩm chất không tồi ta nhất định sẽ bảo lão gia nhà ta lựa chọn người tốt nhất cho tiểu thư mắt lý vân nương nhất thời sáng ngời gia thế không quan trọng chủ yếu nhân phẩm tốt là được ngươi yên tâm ta nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ nếu không phải là người tốt tất nhiên sẽ không đưa tới trước mặt ngươi liên thị liên tục gật đầu vậy đành phải phiền nhân ngươi hao tổn tâm trí lý vân nương cười nói mẹ con các nàng chung quy cũng qua lại với ít người hiện thời lại càng không có chỗ dựa vào, không tránh khỏi sẽ có người nhân cơ hội này ngửi thấy mùi tiền liền nổi máu tham. Hoàng đại nhân nhậm chức ở binh bộ, dưới trướng có nhiều thủ hạ nam nhi, liên thị tính cách quan minh lỗi lạc, còn hoàng đại nhân thì nghe nói là một hán tử công chính cương trực, thiết quốc hảo hán, nhất định bọn họ sẽ chọn ra được một người nhân phẩm tốt. Đừng nói trước thế, chờ tới khi chuyện thành công, đến lúc đó ngươi mời bà mối ta chén rượu cảm tạ cũng chưa muộn. Liên thị cười ha ha, rồi lại thở dài chúng ta làm nương đều hy vọng nữ nhi nhà mình có thể tìm được nơi quy túc tốt bình an khang thuận cả đời đúng thế lý vân nương gật đầu cô nương nhà ngươi định thân chưa liên thị cười đáp tuy chưa định thân nhưng mà cũng nhanh thôi là công tử nhà ai vậy lý vân nương cao hứng cười vội hỏi ta đã nói với biểu ca dặn hắn đặc biệt chú ý tới an toàn của quan nguyệt lâu chỉ huy sứ ngũ thành binh mã tư liên thành là biểu ca của hoàng xảo y cám ơn ngươi thanh ninh nói lời cảm tạ không cần khách khí ta cũng chỉ mất một lời nói thôi mà hoàng xảo y phất tay sau đó mặt trầm xuống cao mày tố khổ với thanh ninh sắp tới ta không thể đến thăm ngươi ngươi phải qua chơi với ta đó sao vậy thanh ninh thuận miệng theo lời của hoàng xảo y hỏi lại sau đó lập tức mở to hai mắt ngươi đính hôn hoàng xảo y cúi đầu vẫn chưa. Nói xong liền quể oải tựa vào bàn, nhưng mà cũng sắp định xuống rồi. Là ai? Thanh Ninh nghĩ nghĩ, kiếp trước hoàng xảo y được cả cho người hạ gia, hạ gia không phi đại gia tộc, cũng không phải hôn quý, cho nên nàng không có nhiều ấn, chỉ mơ hồ nhớ được là nhà võ tướng. Hạ thừa thụy. Hoàng xảo y đáp. Quả nhiên là hạ gia. Người biết hắn. Thanh Ninh cười hỏi. Có biết, đã gặp qua vài lần, Trước kia hắn là thủ hạ của cha ta, hiện tại làm phó chỉ huy sứ ở ngũ thành binh Mã Tư. Nhưng mà, ta thấy hắn một mặt lầm lì, liền không có hãm cảm, có điều, phụ thân và mẫu thân ta nói, nhân phẩm của hắn rất tốt, gia thế lại đơn giản, ta gả qua đó sẽ không bị chịu ủy khuất. Phụ mẫu ngươi nói thế nào? Thanh Ninh hỏi. Con người liên thị hào sản, đương nhiên sẽ vì nữ nhi chọn một mối hôn sự tốt. Hắn là con thứ, trong nhà có chỉ có hai huynh đệ, cha mẹ bọn họ cũng thật sự ân ái, cha hắn không nạp thêm tiểu thiếp nào, phụ thân và mẫu thân nói gia phong nhà hắn chính trực. Hoàng xảo y trả lời, trên mặt mang theo tươi cười. Ừ, nghe qua cũng không tồi. Thanh ninh gật đầu, ta thấy, hắn nhất định là người ngoài lạnh trong nóng, sau này ngươi sẽ biết. Ngươi dễu cật ta. Hoàng xảo y chọc vào nách thanh ninh. Ha ha ha. Hai người nhất thời náo thành một đoàn. Ăn cơm trưa xong, ngồi nói chuyện thêm một lúc, liên thị và hoàng xảo y mới cáo từ rời đi. Tôn thị đã vào cung, nhưng kết quả không được như mong muốn. Tôn Ngọc Tuyết biết chuyện, lại bắt đầu náo loạn mấy ngày. Ngọc Tuyết, con đừng vội, phải tĩnh dưỡng thân thể thật tốt rồi tính tiếp. Hoàng thượng không đáp ứng chuyện hôn sự giữa con và phỉ nhi, nhưng hiện thời cũng chưa có tin tức gì của phỉ biểu ca con mà, đúng không? Con an tâm dưỡng bệnh đi, chuyện này để sau hẳn nói, nhé biết đâu tới lúc đó hoàng thượng thay đổi chủ ý thì sao hiện tại hoàng thượng đang phiền lòng về chuyện của tứ hoàng tử tạm thời không có tâm tình lo đến việc hôn nhân của phỉ biểu ca con con nghe lời nương ngoan ngoãn dưỡng thương đi tưởng thị đành nhẹ nhàng khuyên bảo một hồi nghe lời tưởng thị nói xong tôn ngọc tuyết mới yên tĩnh trở lại đúng vậy tuy rằng hoàng thượng không đáp ứng nhưng việc hôn nhân của phỉ biểu ca chưa định xuống nàng vẫn còn hy vọng vì thế ngẩng đầu hướng tưởng thị nói, mẫu thân, ngài phải giúp con. Được, nương nhất định sẽ giúp con. Tưởng thị gật đầu. Vì thế tưởng thị lại đến quốc công phủ một chuyến, mang tôn lão phu nhân ra uy hiếp tôn thị, muốn tôn thị nghĩ biện pháp. Lại lấy lão bà kia ra đè ép nàng. Tôn thị nghe xong, trong lòng có chút không vui, uống một ngụm trà, nói, chị dâu, không phải là ta không đáp ứng, ta đã tận lực, nhưng việc hôn sự của phỉ nhi, không phải do ta định đoạt. Vậy hãy để Quốc công gia ra mặt." Tưởng thị cười nói, "Quốc công gia cũng vô dụng." Tôn thị đáp, ánh mắt nhìn Tưởng thị, "Đám hỏi của Tôn gia và Tô gia không nhất định phải là đứa nhỏ Phỉ Nhi kia, chị dâu, Kim Nhi cũng đến tuổi làm mai rồi." Tưởng thị nhíu mày, "Ý ngươi là, muốn Ngọc Tuyết cả cho Kim Nhi?" "Đại tẩu, đứa nhỏ Kim Nhi này thế nào, ngươi cũng đã nhìn nó từ nhỏ lớn lên." hiện tại quốc công gia vẫn còn chính trực tráng niên, chuyện sau này, ai dám nói trước. Tôn thị thâm ý nhìn tưởng thị, lại uống một ngụm trà, tao nhã đưa khăn xoa xoa khóe miệng, đại tẩu, ngươi nên trở về cẩn thận suy nghĩ đi. Đúng vậy, tô phỉ không có mẹ đẻ, quốc công gia còn chính trực tráng niên, tuy tô phỉ có thánh sủng của hoàng thượng, nhưng gần vô như gần cọc. Mà tô khiêm lại là con ruột của tôn thị, từ nhỏ đã nhận được vô vàng sủng ái của quốc công gia sắc mặt tưởng thị trở nên ngưng trọng bốn người đổng khải tuấn bị giam ở thuận thiên phủ năm sáu ngày được thả trở về có điều trải qua vài ngày trong lao ngục bốn người gầy chỉ còn da bọc xương người nhà đều không nhận ra đổng khải tuấn muốn tố cáo thuận thiên phủ đổ đại nhân dùng nghiêm hình bức cung bọn hắn nhưng lại không có chứng cớ bọn hắn bị dùng châm hình ngân châm kia đâm vào ngón tay đau thấu xương nhưng nhìn bên ngoài lại không để lại dấu vết gì sau khi trở về bốn người ăn uống nghỉ ngơi một đêm hôm sau cùng nhau kề vai sát cánh đi thanh lâu quyết tâm hưởng thụ miệt mài trần tứ công tử vận động quá sức nằm trên người nữ tử thanh lâu trút hơi thở cuối cùng qua mấy ngày hai người còn lại liên tiếp gặp chuyện không may một người bị đụng đầu trong vườn nhà một người bị ngã xuống sông hai người lần lượt bỏ mạng đổng khải tuấn sợ tới mức không dám bước chân ra khỏi cửa lo lắng người chết tiếp theo là mình Đổng lão phủ nhân và đổng phu nhân chỉ cho là hắn ở trong nhà lao bị khiếp sợ quá mức, vội vàng thỉnh đạo sĩ, hòa thượng đến lập tràng đuổi tà. Yến hồi lâu bị hủy, trên triều, thế lực của tứ hoàng tử cơ hồ dần dần yếu thế, cuối cùng tứ hoàng tử chủ động xin đi trấn thủ hoàng lăng, vụ án mới kết thúc. Yến hồi lâu và nhất phẩm tô hạ độc mệnh quan triều đình, trưởng quỷ hai nhà bị phán thu sau xử trảm. Yến hồi lâu bị nêm phong, sau đó được mang ra bán đấu giá. Nhất phẩm tô cũng bị kiến an hầu bán đi, chủ nhân mới mua lại, sửa sang một phen, chuyển thành cửa hàng bạc. Sau khi sự tình định xuống, trung tuần tháng 5, ngày 21, Hoàng hậu nương nương phái người đi truyền mẹ con Lý Vân Nương và Thanh Ninh tiến cung. Hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn, tô phỉ và Thanh Ninh dập đầu tạ ơn. Mau đứng lên đi. Hoàng thượng cười nâng tay, ngày thành thân, trẫm sẽ để khâm thiên giám tính cho tốt, cũng sẽ lập tức đưa thánh chỉ tới quốc công phủ, về phần lý phu nhân hiện thời đang ở phượng nghi cung tiểu lý tử có nô tài tiểu lý tử vội chạy vào hoàng thượng phái nội thì la hải đi lấy thánh chỉ để la hải đưa thánh chỉ cho tiểu lý tử phân phó tiểu lý tử lát nữa qua phượng nghi cung truyền chỉ tạ chủ long ân tô phỉ và thanh ninh quỳ gối thi lễ hoàng thượng nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng cười cười với hai người sau đó cho hai người lui xuống nhìn bóng lưng hai người đi xa ánh mắt hoàng thượng mang theo vui mừng, trong lòng cảm khái không nên lời, huyết mạch lâm lan lưu lại, hắn một lòng quan tâm, hiện tại đã trưởng thành, đến tuổi thành hôn. Nghĩ đến đây, đáy mắt hoàng thượng mang theo một chút ưu thương, trong lòng chợt nhói đau, che miệng ho khan vài tiếng. Hoàng thượng, có muốn truyền thái y không? La Hải cầm thánh chỉ đi lại, thấy vậy vội vàng đưa thánh chỉ cho tiểu lý tử đứng bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng tiến lên thuận khí cho hoàng thượng, rót một ly trà không cần. Hoàng thượng khoát tay, tiếp trà, uống hai ngụm, đứa nhỏ này, lúc mới tiến cung, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu thế sự, nhoáng một cái, đã đến tuổi thành thân, trẫm cũng già đi. Hoàng thượng, ngài vẫn còn đang tuổi xuân chính trực mà. La Hải đem trà đặt sang một bên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hoàng thượng, thuận khí. Đợi lát nữa ngươi phái người đi quốc công phủ tuyên chỉ, còn nữa, phân phó người qua khâm thiên giám một chuyến, đem ngày sinh tháng đẻ của hai đứa nhỏ đi qua để lão nhân khâm thiên giám chọn cho chúng một ngày lành giờ phút này hoàng thượng không còn uy nghiêm như trước một mặt ôn hòa từ ái giống như trưởng bối chân tâm thật ý quan tâm đến vãn bối, trẫm nhớ nhà đầu kia sang năm tới tuổi cập kê hôn sự này định sang năm đi vâng, hoàng thượng lát nữa nô tài sẽ đi an bày người tới quốc công phủ tuyên chỉ phía khâm thiên giám, nô tài sẽ tự mình đi một chuyến la hải nhỏ giọng trả lời được, người đi đi. Hoàng thượng cúi đầu, ánh mắt dừng trên ván cờ còn dở dang, ngón tay nhón lấy một quân cờ đen, vuốt phẳng trong tay, thưởng thức. Thân thể của mình, trong lòng hắn đều biết, đã càng ngày càng yếu rồi. Hy vọng đứa nhỏ có nha đầu kia làm bạn, tương lai vợ chồng ân ái, mỹ mãn cả đời, như vậy, coi như hắn đã không phụ lâm lan giao phó. Nô tài tuân chỉ. La hải cúi đầu, thối lui ra ngoài, phân phó hai nội thị tiến vào hầu hạ hoàng thượng sau đó lại an bày người tới quốc công phủ thỏa đáng mọi chuyện xong xuôi mới nhất chân đi tới khâm thiên giám tô phỉ và thanh ninh lui ra ngoài đi qua một đoạn đường ngắn tô phỉ kéo thanh ninh vào một con đường nhỏ yên tĩnh xoay người nắm hai tay thanh ninh cúi đầu nhìn nàng tươi cười trong mắt lộng lẫy như ánh sao thiên ngôn vạn ngữ trong lòng hóa thành hai chữ ninh nhi vừa rồi ở trước mặt hoàng thượng hắn trầm ổn không thấy có gì vui vẻ cao hứng hiện thời gương mặt lại hoàn toàn kích động thanh ninh mặc cho hắn cầm tay nàng hơi giận đây là hoàng cung nếu bị người khác thấy được không hay đâu mới nãy ở chỗ hoàng thượng vẫn nguyên một bộ dáng thản nhiên bây giờ thì lộ nguyên hình thanh ninh không khỏi bật cười trong lòng cũng thật cao hứng tô phỉ thế này nàng rất thích tô phỉ lúc này không phải là tô phỉ tính tình sơ đạm càng không phải là tô phỉ lạnh nhạt trong mắt mọi người trước mặt nàng hắn sống thực với bản thân trong lòng thanh ninh vô cùng vui vẻ hắn như vậy chỉ có nàng chỉ có một mình thẩm thanh ninh nàng mới được thấy cũng chỉ thuộc về mình nàng đồ nhát gan tâm tình tô vĩ rất vui kìm lòng không nổi nhéo nhéo mũi thanh ninh trêu tức ta nào có thanh ninh trừng mắt nói xong liền thẹn đỏ mặt vừa rồi bọn họ đã được định danh phận bây giờ nàng lại phủ nhận mình không nhát gan có khác nào nói nàng thích cùng hắn ở trong này tư tình. Miệng lưỡi trơn tru. Thanh ninh đỏ mặt, giận dỗi. Nhìn thanh ninh hờn dỗi như vậy, trong lòng tô phỉ sao động, nắm tay nàng, chậm rãi cầm chặt, mâu quan càng sâu, rồi thở dài một hơi, thật hận không thể lập tức cưới nàng về, còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhanh nhất cũng phải chờ sang năm, đợi qua ba tháng, sau khi nàng làm cập kê mới có thể tổ chức đại hôn. Muốn vậy tổng cộng cũng mất 10 tháng mười tháng a thật sự phải chờ quá lâu nhưng ta lại cảm thấy nhanh quá đây này ta vẫn còn muốn chăm sóc nhiều hơn cho mẫu thân thanh ninh hừ một câu có mấy tháng hắn còn không chờ được ta biết mà tô phỉ cúi đầu đặt trán mình lên trán thanh ninh nỉ non nói chờ sau này chúng ta thành thân nàng có thể thường xuyên trở về chăm sóc mẫu thân ta cũng sẽ tận tâm hiếu kính bà hắn sẽ hiếu kính với lý phu nhân như với mẫu thân ruột thịt tóc tô phỉ cùng tóc thanh ninh giao nhau, triền miên phất phới theo gió. Hơi thở của hắn ập đến, bao lấy thanh ninh ở bên trong. Rất nóng, mà vô cùng thân thiết, gương mặt thanh ninh chậm rãi ửng đỏ, nhẹ đáp, từ. Hoàng thượng vốn muốn để hoàng hậu nương nương nạp nàng làm nghĩa nữ, nhưng ta từ chối. Tô phỉ thanh đạm nói, nếu nàng mang thân phận cao quý tiến vào quốc công phủ, ta sợ nàng sẽ càng bị nhiều người tính kế. Không chỉ là trong quốc công phủ, mà còn có cả người bên ngoài. Ừ, ta hiểu. Thanh Ninh gật đầu. Dưới gối hoàng hậu không có con cái, bây giờ thu nàng làm nghĩa nữ, giả nàng vào quốc công phủ, đến lúc đó, tất sẽ nổi sóng gió, bản thân nàng sẽ trở thành đối tượng các hoàng tử mượn sức, âm mưu tính kế, cho dù nàng có thể ứng phó, nhưng còn mẫu thân. Không thể để mẫu thân rơi vào nguy hiểm bởi kế hoạch của bọn họ. Hắn chính là biết, thanh ninh của hắn rất thông minh, sâu sắc. Tô phỉ thân thiết cọ cọ, cười cười, buông thanh ninh ra, nhẹ giọng, ta đưa nàng về phượng nghi cung, giờ này tiểu lý tử cũng sắp đến rồi. Nói xong kéo nàng đi ra ngoài, vừa vặn thấy tiểu lý tử cầm thánh chỉ trong tay, đang đi về phía này. Tô phỉ thu liễm vẻ mặt, cùng thanh ninh dẫn theo tiểu lý tử, một đường đi tới phượng nghi cung. Lý Vân Nương không ngờ hoàng thượng thật sự tứ hôn, nhìn nữ nhi nhà mình đứng chung một chỗ với tô phỉ, ngọc thụ lâm phong, một thân đẹp đẽ quý giá, thanh diễm như chi lan ngọc thụ. Lý Vân Nương quay đầu nhìn thanh ninh, thấy thần thái trong mắt nữ nhi, liền hiểu đứa nhỏ ninh nhi này nhất định là đã vừa lòng, vì vậy Lý Vân Nương đem lo lắng đè ép xuống, tươi cười, cười cảm tạ long ân. Phu nhân Tô phỉ cung kính hành lễ với Lý Vân Nương Kết cục đã định, huống chi, đối với tô phỉ, Lý Vân Nương cũng rất hài lòng, tài hoa hơn người, dung mạo tuấn mỹ, một thân đẹp đẽ quý giá hắn là nhân tuyển tốt nhất trong lòng các quý phu nhân kinh thành cho nên lý vân nương ôn nhu cười nói thế tử mau miễn lễ cố hoàng hậu thấy lý vân nương vừa lòng với tô phỉ vì vậy cũng rất cao hứng ánh mắt nhìn tô phỉ và thanh ninh một đôi bích nhân nói vài lời lý vân nương và thanh ninh liền cáo từ tô phỉ đưa hai người xuất cung nương nương hoàng thượng đối với thế tử thật vô cùng sủng ái đám người đi rồi vương ma ma bên người cố hoàng hậu đỡ nàng đi vào trong vừa nói vương ma ma là ma ma của cố hoàng hậu thời còn là khuê nữ tại cố gia là lão nhân hầu hạ thân cận nhất của cố hoàng hậu đó là bởi vì trong lòng hắn không bỏ được tôn lâm lan cố hoàng hậu nhàn nhạt đáp nàng ta đã đi nhiều năm rồi nương nương chẳng lẽ hoàng thượng vương ma ma nhíu mày ma ma không cần kinh ngạc như vậy năm đó bản cung cũng không có ý định ăn giấm chua cố hoàng hậu nhàn nhạt cười ánh mắt không có thương cảm nhiều năm qua như vậy hoàng thượng vẫn không thể quên được tôn lâm lan mỹ nhân trong hoàng cung không thiếu nhưng không ai có thể thay thế được vị trí của tôn lâm lan trong lòng hoàng thượng nữ tử khuynh quốc khuynh thành đó trong lòng hoàng thượng tựa như một ánh trăng vĩnh viễn tỏa sáng năm đó nàng không hề ghen với vị trí của tôn lâm lan hiện tại lại càng không mỹ nhân trong hoàng cung còn nhiều mỹ nhân hơn thế huống hồ hoàng thượng đối với nàng vẫn luôn kính trọng, về phần tình yêu, sau khi trở thành người đứng đầu quốc gia, nàng đã sớm không còn hy vọng. Vương ma ma nhìn cố hoàng hậu, thấy sắc mặt nàng không có vẻ gì khổ sở, cũng yên tâm, nhưng lại không tiếp tục nói về đề tài tôn lâm lan nữa, nô tỳ cảm thấy lý phu nhân lo lắng cũng có lý, quốc công phủ phủ đệ thế kia, sợ là sau này thẩm tiểu thư sẽ phải chịu khổ. Cố hoàng hậu khẽ gật đầu. Thời điểm hoàng thượng nói với nàng chuyện này, nàng không đồng ý, nàng thật lòng hy vọng đôi mẹ con Lý Vân Nương có thể sống an bình, tề quốc công phủ dòng giỏi rất cao, tôn thị kia lại từng nhiều lần tiến cung, trước mặt nàng muốn thanh ninh về làm dâu, thân là chủ mẫu lục cung, chẳng lẽ nàng còn không thấu suy nghĩ của nàng ta? Chút tiểu xảo của tôn thị, qua sao nổi mắt nàng? Tôn thị chẳng qua là muốn đè ép đứa nhỏ tô phỉ này thôi. Đứa nhỏ này mấy năm nay, nếu không có hoàng thượng che chở. Nhưng mà, trong hoàng cung, nhận được thánh sủng của hoàng thượng đồng nghĩa với việc bị người ta ghen ghét đố kỵ vì thế cố hoàng hậu cười cười nói nha đầu kia trí tuệ đứa nhỏ tô phỉ cũng sẽ không dễ dàng để người khác ức hiếp nàng là chuyện tốt nàng đã từng nói với hoàng thượng nếu gã thanh ninh đến quốc công phủ chi bằng cho nha đầu kia một ân điển thu làm nghĩa nữ cho nó một thân phận cao quý hoàng thượng nói hắn cũng có ý như thế nhưng tô phỉ đã cự tuyệt nói thân phận và địa vị của nàng cứ để tô phỉ hắn tự mang tới cho nàng cẩn thận ngẫm lại đứa nhỏ này làm vậy cũng là vì nghĩ cho nha đầu kia có tô phỉ trân trọng nha đầu thanh niên đó còn cái gì không tốt nữa đây thu nó làm nghĩa nữ cho nó thân phận cao quý đồng nghĩa sẽ mang đến cho nó nhiều nguy hiểm mà bản thân nàng lại không muốn kéo mẹ con vân nương vào vòng xoáy tranh chấp trong cung đình Tô Phỉ đưa hai mẹ con Lý Vân Nương và Thanh Ninh đến cửa cung, sau đó mới xoay người rời đi. Lên xe ngựa, sắc mặt Lý Vân Nương lập tức ngưng trọng. Mẫu thân. Thanh Ninh có chút lo lắng. Về nhà rồi nói. Lý Vân Nương cười vỗ vỗ tay Thanh Ninh. Thanh Ninh gật đầu, không lên tiếng nữa. Mẹ con hai người một đường không nói chuyện, về tới Lý Trạch. Đến nơi đã qua giờ cơm trưa, Lý Vân Nương vội phân phó người bày cơm. Ăn cơm xong, Lý Vân Nương kéo Thanh Ninh vào phòng mình, cho hạ nhân lui hết, ngữ khí ngưng trọng hỏi Thanh Ninh, "Ninh Nhi, là chính con đồng ý sao?" "Nếu như không phải, chỉ là ý tứ của hoàng thượng, trong lòng con không muốn, nương sẽ đi cầu hoàng hậu nương nương, để hoàng hậu hỗ trợ đem cửa hôn sự này lui đi. Dù sao cũng đã lui hôn một lần, chỉ cần nữ nhi hạnh phúc, lui một lần nữa cũng không sao." Thấy mẫu thân lo lắng cho mình, sợ mình chịu ủy khuất, Thanh Ninh cúi đầu, đáp mẫu thân là do chính nữ nhi đồng ý hoàng thượng đã hỏi qua ý tứ của nữ nhi sau đó mới hạ chỉ là thật con chớ có sợ phiền hà đến mẫu thân mà đồng ý lý vân nương vẫn còn có chút không tin mẫu thân là thật thanh ninh ngước mắt nhìn lý vân nương nghiêm cẩn nói là nữ nhi đồng ý thế tử là hảo hài tử không có gì đáng chê nhưng mà lý vân nương nhăn mày thanh ninh cười ghé đầu lên đầu gối Lý Vân Nương, mẫu thân, chỉ cần hắn tốt, nữ nhi nhất định cũng sẽ tốt, nha đầu ngốc này. Lý Vân Nương phủi phủi sợi tóc thanh ninh, thở dài một hơi, nữ nhi đã đồng ý, nàng còn có gì để phản đối. Cũng liền thuận theo ý thanh ninh, thật mong tương lai con gái được bình an. Nghĩ vậy, lo lắng trong lòng Lý Vân Nương liền trở thành hư không. Nhưng sau đó lại vội vàng hỏi, không biết hôn kỳ định vào lúc nào. Chờ đến lúc con cập kê rồi làm đại hôn, cũng phải 10 tháng sau. Nói xong Lý Vân Nương liền đỡ Thanh Ninh ngồi dậy, đứng lên, thời gian ngắn như vậy, đồ cưới chẳng biết có chuẩn bị kịp không đây. Kịp mà, kịp mà. Thanh Ninh vội ấn Lý Vân Nương trở lại ghế, nói, còn nhiều thời gian, mẫu thân, không vội, cứ từ từ chuẩn bị. Chỉ có mấy tháng, nhán cái sẽ qua rất nhanh, mấy tháng này, con tốt nhất nên ở nhà để chọn đồ cưới, còn có, Lý Vân Nương vỗ tay Thanh Ninh, cười nói, ta sẽ cùng mai ma ma hảo hảo thương thảo một phen a à, đúng rồi lý vân nương vỗ đầu còn phải phái người tới chỗ hoàng phu nhân nói một tiếng không phiền đến nàng nữa ngày mai phái người qua đó cũng được hoặc là ninh nhi và mẫu thân cùng nhau đến đó thanh ninh cười nói chuyện tứ hôn này khẳng định sẽ lập tức truyền khắc kinh thành người hoàng gia rất nhanh sẽ biết nhưng nghe qua lời đồn là một chuyện cũng nên tới cám ơn họ ừ. Tuy là không cần phiền toái hoàng phu nhân nữa, nhưng chúng ta vẫn nên đến cảm ơn nàng. Người ta một phen hảo ý, Lý Vân Nương gật đầu. Vậy con đi viết bái thiếp, để người làm đưa tới cho họ nhé." Thanh Ninh hỏi. "Đi đi." Lý Vân Nương gật đầu. Thanh Ninh cười, cáo từ quay về viện của mình, Lý Vân Nương kêu Mai Mama đến thương thảo việc chuẩn bị đồ cưới. Ý chỉ truyền đến Quốc công phủ, Tôn thị lúc đầu có chút không dám tin sững sờ một chút lập tức phục hồi tinh thần tràn ngập phấn khởi phân phó nha đầu thưởng phong bao cho công công truyền chỉ sau đó cười đỡ tô lão phu nhân đi về sân cúc biển vừa đi vừa nói mẫu thân nha đầu kia con đã gặp qua trong lòng con thật sự thích nàng bộ dáng nàng không tồi rất xinh xắn tính tình cũng tốt mẫu thân ngài nhất định cũng sẽ thích nàng tuy rằng nha đầu đó đã đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ sống cùng lý thị ở ngoài thân phận có thấp một chút nhưng nhân phẩm tốt, chúng ta cũng sẽ không soi mói, gã qua đây rồi, chẳng phải sẽ được mang thân phận của người tô gia chúng ta sao? Thôi, dù sao cũng là hoàng thượng tứ hôn, phải đối với lý thị như đối với những nhà dòng giỏi thư hương khác. Ngươi nên chuẩn bị xính lễ thật tốt, cấp bậc lễ nghĩa phải đủ, không được làm mất thể diện quốc công phủ ta, đừng để hoàng thượng bắt lỗi quốc công phủ. Tô lão phu nhân ngữ khí lãnh đạm, không nói gì thêm nữa. Mẫu thân yên tâm, con dâu nhất định sẽ an bài thỏa đáng, không để ai bắt được một lỗi nhỏ nào của chúng ta, nhất định sẽ không cho người khác cơ hội nói xấu quốc công phủ, thuận lợi vui vẻ đón thế tử phu nhân tiến vào. Công Thị cười tươi, một đường nói lời cam đoan, đưa lão phu nhân trở về quốc biển. Ngươi trở về đi, ta có bọn người làm hầu hạ là được rồi. Tô phu nhân vào phòng, vất tay với công Thị, việc hôn sự của Phỉ Nhi đã định xong, còn hôn sự của Kim Nhi và Giao Nhi, ngươi cũng nên quan tâm nhiều hơn một chút chúng nó đều giả đến tuổi thành thân rồi vâng mẫu thân chờ con dâu chọn được người rồi chắc chắn sẽ dẫn đến trước mặt ngài để ngài xem qua trước tôn thị vừa cười đáp vừa quỳ gối tôn lão phu nhân cười gật gật đầu được tôn thị tươi cười đầy mặt ra khỏi cút quyển đây đúng là đại hỷ sự tôn thị thật muốn ngửa mặt lên trời cười vang Thế nào lại thật sự tứ hôn cho tiểu tử thối đó với nha đầu kia? Ông trời quả nhiên đã chiều lòng nàng a. À. Tôn thị vui vẻ trở về viện tử của mình. Trong lòng cân nhắc một phen, cũng chỉ cho rằng lời nói của mình trước mặt hoàng hậu nương nương đã có tác dụng, không hoài nghi thêm điều gì. Lần này tứ hôn, phải đem lễ vật mang qua, để sự việc chắc như đinh đóng cột mới được. Nha đầu kia, trước đây cũng được hoàng hậu nương nương tứ hôn, đến cuối cùng lại bị Nghi An quận chúa ngán chân buộc phải lui hôn một lần có vết xe đổ đó công thị quyết tâm không thể để xảy ra một điểm sai lầm mặc kệ là phát sinh chuyện gì cũng không thể cửa hôn sự này bị lui hôn thẩm thanh ninh nha đầu kia nàng cảm thấy rất hài lòng nó không có gia thế tốt hiện thời càng không có quan hệ nào với hầu phủ tính cách lại ngang bướng dữ dằn trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát xú tiểu tử đến lúc đó để xem ngươi còn tốt đẹp được nữa không trở về viện của mình tôn thị tìm ma ma tâm phúc tới thảo luận sính lễ hoàng thượng thế nào đột nhiên tứ hôn cho tô thế tử với thẩm thanh ninh chuyện anh hùng cứu mỹ nhân lúc trước không phải là đã qua lâu rồi sao thẩm thanh ninh hiện tại cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ vì sao lại là nàng chuyện hoàng thượng tứ hôn cho tô phỉ và thanh ninh lập tức truyền ra ngoài các nhà hương quý trong kinh thành ngạc nhiên không dứt tất cả đều ồ lên bùi thị nghe được tin tức cứng lưỡi sững sờ nửa ngày, gấp rút đứng lên, chạy tới đào nhiên cư. Thẩm thanh vận cũng khiếp sợ đi theo. Bùi thị vào đào nhiên cư, không kịp chờ nha đầu vào báo với lão phu nhân, vội vàng vào phòng, lớn tiếng nói, mẫu thân, mẫu thân, không tốt, không tốt, hoàng thượng đã tứ hôn cho ninh nha đầu và tô thế tử. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hoàng thượng tứ hôn cho ai? Lão phu nhân bị nghẹn ở ngực, hô hấp cho chút ngưng trệ, kịch liệt ho khang nhị thẩm, sao có thể? Thẩm thanh vũ há hốc mồm nhìn bùi thị, chung trà trong tay rơi xuống đất, vỡ nát. Lâm ma ma sửng sốt, nghe tiếng ho khụ khụ của lão phu nhân, vội vàng hoàng hồn, chạy đến thuận khí cho lão phu nhân, lão phu nhân, ngài có sao không? Tổ mẫu, là hoàng thượng tứ hôn cho tô thế tử và đại tỷ tỷ. Thẩm thanh vận nói, nỗi kiếp sợ ban nãy đã tan đi, hiện thời trong lòng thẩm thanh vận nhảy nhót vui sướng, đại tỷ tỷ trở thành thế tử phu nhân quốc công phủ vậy nàng sẽ nàng sẽ nàng sẽ có thể trở thành thủy lâu trước nguyệt gả cho tô nhị công tử nàng sẽ không bị mờ uy hiếp nữa sẽ không phải gả cho kẻ tàn phế hạo biểu ca hừ ai muốn gả cho hắn thì tự gả đi lão phu nhân ho khang không chú ý tới thẩm thanh vẫn đang vui vẻ rạo rực chìm đắm trong mộng đẹp tổ mẫu ngày sau rồi thẩm thanh vũ phục hồi tinh thần vội đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân uống một ngụm trà. Lâm ma ma bưng trà đưa đến bên miệng lão phu nhân. Lão phu nhân phất tay với lâm ma ma, trận mắt hỏi bùi thị, ngươi nói cái gì? Nhà đầu kia đã bị thẩm gia ta đuổi khỏi nhà, hiện thời sống với tiện nhân Lý Vân Nương, chỉ có thân phận của bình dân, hoàng thượng, hoàng thượng sao có thể tứ hôn cho nó và tô thế tử? Đúng là hồ ngôn loạn ngữ. Mẫu thân, là thật, bên ngoài đều nói, hoàng thượng đã phái người đi quốc công phủ truyền thánh chỉ về phần lý thị tuy không có phái người tới truyền chỉ cho nàng ta nhưng sáng sớm nay mẹ con nàng ta đã được gọi vào cung đây rõ rành rành là chuyện thật con dâu không có hồ ngôn loạn ngữ bùi thị trả lời tin vỉa hè bảo sao hay vậy lão phu nhân vẫn không tin quay đầu nhìn về phía thúy hương phân phó ngươi tự mình đi hỏi thăm một chút xem chuyện này có phải sự thật không bà không tin hoàng thượng sao có thể tứ hôn cho nha đầu kia và tô thế tử nhất định là lời đồn nhảm bùi thị không khỏi thở dài lão phu nhân đây là không tin người bị bà đuổi ra khỏi gia môn lại có thể nhận được một mối hôn sự tốt đến vậy lúc trước bà một lòng muốn tắt hợp cửa hôn sự này sau đó thấy không có hy vọng ninh nha đầu lại gây ra sự tình của quan nguyệt lâu bà mới nhẫn tâm đuổi nó ra khỏi hầu phủ hiện thời làm sao bà có thể tin tưởng việc này là thật chứ Thẩm Thanh Vũ đứng sau lưng lão phu nhân, miếm miệng kinh ngạc, một mặt không dám tin, trong lòng nàng lại rất tin lời bùi thị vừa nói. Tại sao có thể như vậy? Ả à đã không còn là đại tiểu thư hầu phủ, hoàng thượng đến cùng là coi trọng Ả à ở điểm nào? Mà tứ hôn cho Ả à và tô thế tử. Lão phu nhân trầm mặt, miệng miếm lại thành một đường, đôi mắt âm u đục ngầu, bàn tay gắt gao nắm chặt Phật Châu. Bùi thị, thẩm thanh vũ, thẩm thanh vẫn thấy lão phu nhân như thế, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Nhất thời trong phòng yên tĩnh tựa như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Rất nhanh sau đó, Thúy Hương đã trở lại, sắc mặt ngưng trọng, hướng lão phu nhân gật gật đầu. Lão phu nhân nhăn mày, đã nghe rõ ràng. Thúy Hương cẩn thận trả lời, đúng vậy, nô tỳ đã nghe rõ ràng, hoàng thượng quả thật có phái người tới quốc công phủ truyền chỉ, tứ hôn cho thanh ninh tiểu thư và tô thế tử. Nói xong, Thúy Hương vội cúi đầu. Lão phu nhân cảm thấy Thái Dương co giật, đưa tay lên xoa nhẹ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Bùi thị, "Ngươi có nghe phong thanh được gì không? Tại sao hoàng thượng lại tứ hôn cho nha đầu kia? Nha đầu đó sao có thể vào được mắt hoàng thượng?" Ngữ khí mang cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Bùi thị nghĩ nghĩ, trả lời, "Mẫu thân, ngài cũng biết hoàng hậu rất chiếu cố Lý thị, không chừng là do hoàng hậu nương nương tác động vào hoàng thượng. Nhất định là tiện nhân kia, đúng rồi." nhất định là nó. Là nó ly gián ninh nha đầu với hầu phủ, nhất định là vậy. Tiện nhân tâm địa ác độc, ra khỏi hầu phủ rồi mà vẫn còn gây sóng gió. Hôn sự tốt như thế. Nhưng hiện thời ninh nha đầu đã đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ, văn thư kia lại do chính tay mình viết, vẫn còn lưu lại ấn triện cùng dấu tay của mình. Tề quốc công phủ A. Lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc ong ong. Là Lý Vân Nương trả thù sao? nha đầu kia là muốn báo thù cho mẫu thân. Bởi vì chính bà đã từng đưa ba thước bạch lăng tới cho Lý Vân Nương, suýt chút tiễn Lý Vân Nương xuống hoàng tuyền. Đúng rồi, nhất định là mẹ con nó sinh oán hận với hầu phủ, hận bà, nên mới trả thù bà thế này. Bọn chúng đây là muốn chặt đứt cơ hội kết thân giữa hầu phủ và quốc công phủ. Ô ô, không biết đại tỷ tỷ có trở về đây không? Thanh âm thẩm thanh vận thanh thúy, tựa như có chút trung động, tổ mẫu, chi bằng chúng ta đón đại tỷ tỷ trở về đi. Đón trở về. Nhà đầu chết tiệt đó, chính nó muốn hầu phủ phải đưa ra văn cư đoạn tuyệt, ra đi cho dứt khoát, lúc đi, còn cố tình làm bộ làm tịch trước đại môn, không quên để hầu phủ gánh trên lưng thanh danh nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục thân sinh. Lúc trước, thời điểm bà muốn kết thân với quốc công phủ, nhà đầu kia cự tuyệt rõ ràng, nhưng qua vài ngày, hoàng thượng liền tứ hôn cho nó và tô thế tử. Xem ra nó đã biết trước cả rồi bảo sao lúc mình muốn đuổi nó khỏi thẩm gia, nó không hề lưu luyến, còn muốn lấy cả văn thư đoạn tuyệt. Nhà đầu chết tiệt. Nhất định nó đã sớm biết, hoàng thượng sẽ tứ hôn cho nó với tô thế tử. Nó đây là cố ý, cố ý muốn cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ. Lão phu nhân cảm thấy huyết khí trong ngực trào lên cuồn cuộn. Bà một lòng muốn kết thân với quốc công phủ, nhưng không ngờ, cũng chính bà tự tay chặt đứt hy vọng này. Một cổ vị tanh ngọt vọt lên ít hầu, lão phu nhân há mồm phun một nguồn máu tươi ngã ra phía sau mẫu thân tổ mẫu lão phu nhân đám người bùi thị phát hoảng vội vây quanh trong phòng nhất thời loạn thành một mảnh lão phu nhân ngã xuống nha đầu gấp rút đi thỉnh thái y trong phòng nhất thời náo loạn đặt lão phu nhân nằm xuống sạp lâm ma ma và bùi thị người ấn huyệt nhân trung người xoa tay lên tiếng gọi lão phu nhân thẩm thanh vũ thẩm thanh vận nước mắt tràn mi đứng một bên vẻ mặt lo lắng, sốt ruột. Tay chân luống cuốn một hồi, mắt lão phu nhân vẫn khép chặt, hô hấp không đều, sắc mặt tái nhợt mang theo màu xanh. Đại phu sao còn chưa tới? Bùi thị cau mày, trán đổ mồ hôi, vài sợi tóc dính trên thái dương. Nhị tỷ tỷ, chắc tổ mẫu không sao đâu, đúng không? Thẩm thanh vẫn bắt lấy tay thẩm thanh vũ, gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải. Hậu phủ và thẩm thanh ninh đã đoạn tuyệt quan hệ, các tiểu thư trong phủ được thăng thêm một cấp thẩm thanh vận đương nhiên chưa quen miệng gọi thẩm thanh vũ là đại tỷ tỷ cho nên không kêu chỉ gọi là tỷ tỷ lúc này cuốn quá liền gọi nàng là nhị tỷ tỷ tam muội muội không cần lo lắng tổ mẫu chỉ khó thở công tâm không sao đâu thẩm thanh vận chưa quen nhưng thẩm thanh vũ đã thật sự có thói quen rất có phong phạm trưởng tỷ ánh mắt thẩm thanh vũ gắt gao khóa trên mặt lão phu nhân thoáng qua một tia hoảng sợ trong lòng nàng vô cùng sốt ruột vì muốn chiếm được nhiều yêu thương của tổ mẫu vì muốn tổ mẫu đối với lời của mình nói gì nghe nấy lại cũng vì muốn đoạt được nhiều ưu việt từ trong tay tổ mẫu nàng đã cho tổ mẫu dùng tiêu giao tán có tính gây nghiện mấy tháng nay tổ mẫu đã rất ỷ lại nàng luôn không muốn nàng rời khỏi bà giờ phút này nếu tổ mẫu xảy ra chuyện gì chẳng phải nàng sẽ bị người đàn bà đanh đá la thủy nguyệt kia đè ép nghĩ nghĩ tổ mẫu nhất định không thể xảy ra chuyện gì đều do tiện nhân thẩm thanh ninh kia. Đã không còn là người thẩm gia, vẫn còn muốn đến tra tấn tổ mẫu. Không hiểu ả vớ được vận may gì, lại khiến hoàng thượng tứ hôn cho ả và tô thế tử. Đáy mắt thẩm thanh vũ hiện tia lệ khí, ngón tay không khỏi co rút. Tỉ tỉ! Đau ta! Tay thẩm thanh vận bị móng tay nàng cắm vào phát đau, hô nhỏ một tiếng. Thẩm thanh vũ vội buông tay, nước mắt rơi xuống, nhìn về phía thẩm thanh vận, tam muội muội thực xin lỗi đã khiến ngươi đau sao ta lo lắng cho tổ mẫu quá nhất thời không chú ý tới không sao thẩm thanh vẫn rút tay lắc lắc đầu hai tỷ muội lại lo lắng nhìn về phía lão phu nhân lão phu nhân lão phu nhân lâm ma ma vừa bấm huyệt nhân trung vừa sốt ruột kêu mẫu thân bùi thị dùng khăn xoa xoa mặt lão phu nhân vuốt mặt và trán cho bà sờ vào một mảnh lạnh lẽo trong lòng càng thêm lo lắng, quay đầu liếc mắt lâm ma ma, mặt và trán mẫu thân rất lạnh, ma ma, chúng ta phải mau để mẫu thân tỉnh lại. Hô hấp của lão phu nhân không thông, chỉ sợ lúc đại phu đến, sẽ trút hơi thở cuối cùng. Lâm ma ma gật đầu, kêu Thúy Lan đi tìm tú hoa châm đến, cầm châm đâm vào nhân trung của lão phu nhân. Một dòng máu đen chảy ra. Lão phu nhân, lão phu nhân. Lâm ma ma cúi đầu kêu lão phu nhân. Ngô, lão phu nhân vô thức ngô một tiếng, ánh mắt lại mê mang trống rỗng. Lâm ma ma đem chân rút ra, đưa cho Thúy Lan, nhưng sau khi nhìn lão phu nhân, khóe mắt liền nhòe ướt, lão phu nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Mẫu thân, ngài thế nào? Thái y sẽ đến ngay bây giờ, ngài đừng nóng vội, có muốn uống một miếng nước trước không? Vẫn nên nằm nghỉ ngơi một chút. Bùi thị cũng nghẹn ngào nói. Tổ mẫu. Thẩm thanh vũ và thẩm thanh vận ô ô khóc, cuối cùng ngài đã tỉnh Nhà đầu ma ma đứng một bên cũng đỏ con mắt lão phu nhân sững sờ một lát mới hòa hoãn được tinh thần nghe tiếng khóc ô ô bên cạnh lão phu nhân càng cảm thấy đầu óc đau nhức vô cùng trong lòng lão phu nhân ngập lửa giận thấy một đám khóc lóc như có người chết trầm giọng quát không khóc nữa ta còn chưa chết các ngươi đã vội khóc tan sao mẫu thân bớt giận con dâu sai rồi bùi thị vội im miệng nói xong rót một chén trà đưa tới mẫu thân, ngài uống một ngụm trà trước đi. Lão phu nhân, ngài đừng tức giận. Lâm ma ma lau nước mắt, nhẹ giọng nói. Thẩm thanh vũ và thẩm thanh vẫn gấp rút ngừng khóc, mắt đỏ hồng nhìn lão phu nhân, không dám gây ra bất cứ âm thanh nào nữa. Đám hạ nhân còn lại cũng đều ngậm miệng. Lâm ma ma đỡ lão phu nhân ngồi dậy. Lão phu nhân tiếp trà trên tay bùi thị, uống một ngụm, sau đó bảo lâm ma ma đỡ bà nằm xuống. Thái y đến, thái y đến. Thúy Trân dẫn thái y lưng mang hòm thuốc vội vã và tiến vào. Thỉnh lão thái y. Bọn người Bùi thị gấp rút tránh sang một bên. Phu nhân đa lễ. Thái y hướng Bùi thị ôm quyền, sau đó mới đi tới bên lão phu nhân, bắt mạch chẩn đoán. Bùi thị nhẹ nhàng vén ống tay áo lão phu nhân, đặt cổ tay lão phu nhân lên trên gối chẩn mạch. Thái y nghiêm cẩn chẩn mạch, đứng dậy nói, lão phu nhân bị khó thở công tâm. Nhất thời mới ngất, thân thể có chút mệt mỏi, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, ta sẽ kê một đơn thuốc bổ cho bà. Còn có, thân thể lão phu nhân suy nhược, nhất định không được để bà ấy kích động nữa. Thái y, thân thể lão phu nhân nhà ta không có vấn đề nào khác nữa sao? Nô tỳ thấy lão phu nhân so với năm trước gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không còn được như xưa. Lâm ma ma nghĩ nghĩ, phúc thân hỏi Thái y. Thái y trả lời, không có vấn đề gì khác tinh thần lão phu nhân không được như xưa là do tuổi đã lớn không thể chịu vất vả hay kích động đa tạ thái y lâm ma ma đưa thái y đến bàn đã chuẩn bị sẵn giấy và bút mực thái y kê phương thuốc sau đó để lại thêm hai bình thuốc an thần rồi mới cáo từ rời đi lâm ma ma vội phân phó thúy hương đưa thái y ra ngoài cũng may là không có vấn đề gì lớn bùi thị thở một hơi dài nhẹ nhõm cầm phương thuốc nhìn thoáng qua đều là những vị thuốc thường dùng Thúy Lan, người mau dẫn người đi khố phòng lấy dược đến. Vâng. Thúy Lan tiếp phương thuốc, ra khỏi phòng kêu hai tiểu nha đầu đi khố phòng, rất nhanh đã đem dược trở lại, bếp lò trong tiểu phòng đã lên lửa, đồ dùng nấu thuốc đã được chuẩn bị thỏa đáng, Thúy Lan gấp rút tự mình đến bếp lò nấu thuốc. Lão phu nhân nhắm mắt nằm trên sạp, không nói gì, sắc mặt âm u, đám người bùi thị hiểu lão phu nhân đây là trong lòng còn tức giận, vì thế đều nhẹ nhàng canh giữ bên cạnh, không dám lên tiếng. Rất nhanh Thúy Hương đã đem thuốc nấu xong tiến vào. Bùi thị tiếp chén thuốc, thổi thổi, chờ thuốc nguội vừa phải, lúc này mới tự mình hầu hạ lão phu nhân uống, mẫu thân. Lâm ma ma giúp lão phu nhân ngồi dậy, đỡ lưng lão phu nhân. Chén thuốc rất nhanh chỉ còn thấy đấy. Lâm ma ma vội đưa trà tới cho lão phu nhân súc miệng ác đi vị thuốc. Súc miệng xong, bùi thị cầm chén đưa cho lâm ma ma, sau đó lại cầm khăn xoa xoa miệng cho lão phu nhân. Mẫu thân, ngài có muốn con dâu đỡ ngài vào phòng ngủ, lên giường nằm nghỉ một chút không?" Bùi thị nhẹ hỏi. "Không cần." Mặc dù đầu vẫn còn đau kịch liệt, nhưng giờ phút này lão phu nhân nào còn tâm tư mà nghỉ nơi, liếc mắt trả lời Bùi thị. "Vâng, mẫu thân, con dâu sẽ ở trong này cùng ngài, hầu hạ ngài." Bùi thị kính cẩn nghe theo. Từ lão phu nhân từ một tiếng, dựa lưng vào gối, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Vũ, Vũ nha đầu Ngươi đi pha cho ta một chén trà sâm. Sự tình đã ra thế này, nên nghĩ biện pháp sửa chữa sai lầm. Cơ hội tốt như vậy, hầu phủ sao có thể cứ thế để lỡ mất chứ? Nhà đầu kia trong tay có văn thư cũng chẳng sao, nó là nữ nhi Thẩm gia, chuyện này không thể tranh cãi. Chẳng lẽ nó còn muốn phủ nhận sao? Đã đoạn tuyệt quan hệ với nó, vậy bây giờ đem nó trở về Thẩm gia là được. Thẩm gia nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy, lẽ nào lại để uổng phí? nha đầu chết tiệt, tự nhiên dám tính kế lên đầu bà già này. Nịnh bợ thế tử, muốn cùng hầu phủ cắt đứt quan hệ. Đừng có mơ. Đúng là bất hiếu. Nó thân là nữ nhi thẩm gia, nên vì thẩm gia mà cống hiến. Vì vậy, phải nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ. Vâng, tổ mẫu, Vũ Nhi đi pha cho ngài ngay. Thẩm thanh Vũ Nhu Thuận quỳ gối, xoay người đi về phía phòng pha trà. Bùi thị nhìn nhìn thẩm thanh vận, thẩm thanh vận mỉm cười tiến lên ngồi bên người lão phu nhân dịu ngoan nói tổ mẫu vận nhi xoa cho ngài được lão phu nhân hít mắt thẩm thanh vận nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cho lão phu nhân vừa rồi lão phu nhân té xỉu e là đại tiểu thư bị sợ hãi không nhẹ nô tỳ qua đó giúp việc cho nàng lâm ma ma nhìn vẻ mặt tiều tụy của lão phu nhân nghĩ nghĩ nói ừ đi đi nếu nó không khỏe không cần phải động thủ, ngươi pha một ly tới đây là được. Lão phu nhân mở mắt, sắc mặt mệt mỏi, khẽ gật đầu. Vâng, lão phu nhân. Lâm ma ma cúi đầu, đi tới phòng pha trà. Ra khỏi phòng của lão phu nhân, sắc mặt lâm ma ma có chút ngưng trọng, lời nói trước đây của thanh ninh tiểu thư, trong lòng bà nhớ rất kỹ, cho nên mấy ngày này, bà luôn chú ý tới đại tiểu thư thẩm thanh vũ, nhưng thẩm thanh vũ làm việc một dọc nước cũng không rỉ, không để lại nửa điểm dấu vết nào, bà tra không ra manh mối. Người nói vô tâm, người nghe có ý, huống chi, bà là người đã đắm mình trong hậu trạch bao nhiêu năm như vậy, có cái gì chưa từng thấy qua, có cái gì không biết. Bản thân bà cũng đã giúp lão phu nhân làm không ít việc trong tối. Cho nên, hiện thời đại tiểu thư thẩm thanh vũ này làm việc quá kín kẻ, lại càng chứng minh, nàng ta có vấn đề. Nếu không, chỉ là pha trà sâm thôi, tội gì phải giấu giấu giếm giếm như thế. Lâm ma ma bước chân thật nhẹ, đi gần tới cửa phòng trà, vừa đẩy cửa ra, thẩm thanh vũ đứng bên trong, lỗ tai đang thập phần cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, liền quay đầu nhìn lại, cười hỏi, ma ma, sao ngươi lại tới đây? Có phải tổ mẫu cần thêm gì khác không? Lão phu nhân lo lắng ban nãy đại tiểu thư bị sợ hãi, cho nên phái nô tỳ tới đây giúp ngài một tay. Lâm ma ma đẩy cửa, tiến vào, cười nói. Tổ mẫu bị té xỉu, cho nên nha đầu phòng trà đã sớm đun nước sôi ta chỉ việc pha trà thôi mà thẩm thanh vũ trả lời đem nguyên liệu trong bình thả vào nước không sót lại chút nào sau đó nói hy vọng tổ mẫu có thể nhanh khỏe có đại tiểu thư ngài một mảnh hiếu tâm lão phu nhân rất nhanh sẽ khỏe lâm ma ma nhìn động tác trên tay nàng khen tặng lại cau mày bọn nha đầu cũng thật là lại để một mình tiểu thư ngài ở trong này phòng trà rất nóng lão phu nhân mà biết chắc chắn sẽ rất đau lòng Mama không cần lo lắng, lúc ta pha trà cho tổ mẫu, không thích có người ở bên cạnh quấy rầy, như vậy mới có thể tập trung pha được trà sâm tốt nhất." Thẩm Thanh Vũ cười cười, đem bình đựng nguyên liệu pha trà để lại chỗ cũ, sau đó đặt chén trà sâm vào khay. "Cái này đâu giống nhau." Những lần trước không nói, nhưng hôm nay lão phu nhân ngất đi, đại tiểu thư ngài hoảng sợ không nhẹ, mặt mũi trắng bệch, đại tiểu thư một lòng tận hiếu, nếu đại tiểu thư không khỏe lão phu nhân chẳng phải sẽ đau lòng. Lâm ma ma vội nói. Ta sẽ không sao, vì tổ mẫu, ta sẽ không để bản thân mệt mỏi. Cương mặt thẩm thanh vũ hiếu thuận tươi cười, bưng khay, chắc tổ mẫu chờ sốt ruột lắm rồi, chúng ta đi thôi. Bình đựng nguyên liệu chắc không có vấn đề, lâm ma ma nãy giờ để ý, thấy thẩm thanh vũ không đánh tráo, cũng không bỏ thêm vào cái gì, cho nên liếc mắt nhìn ly trà sâm kia. Lâm ma ma cười tiếp khay, nói, loại việc nặng này vẫn nên để nô tỳ làm, đại tiểu thư ngài đi phía trước là được. Thẩm thanh vũ bưng khay hơi tránh sang, không cần, trà cho tổ mẫu, cứ để ta tự thân tự lực làm. Đại tiểu thư, mời ngài. Lâm ma ma trong lòng càng thêm hoài nghi, nhưng vẫn lui một bước, không người cười nói. Lâm ma ma là tâm phúc của lão phu nhân, nên thẩm thanh vũ không nghi ngờ gì, bưng khay đi ra ngoài. Lâm ma ma đi theo, vào phòng, Lâm ma ma đi về phía trước một bước, tới bên người thẩm thanh vũ, đại tiểu thư nghĩ tay, trà này để nô tỳ đưa cho lão phu nhân. Vừa nói vừa vươn tay ra, thẩm thanh vũ không ngờ lâm ma ma đột nhiên làm vậy, tay bưng trà theo bản năng co rụt lại về phía người mình. Từ, vũ nha đầu, ngươi vất vả rồi, để lâm ma ma đưa đến đi. Lão phu nhân trên mặt mang theo tươi cười, mấy việc nặng này, để hạ nhân làm là được rồi. Thẩm thanh vũ gật đầu, vâng nói xong rất nghe lời đưa tay ra. ai mà biết được lâm ma ma đi tới tiếp khay sơ suất thế nào khay liền rơi xuống. a à, lâm ma ma phản ứng lại vội đưa tay ra đỡ đỡ được khay nhưng trà sâm bị đổ hơn phân nửa rơi trên cánh tay lâm ma ma nô tỳ đáng chết trà sâm này dùng nước sôi để pha lâm ma ma bị phỏng hít vào một ngụm khí lâm ma ma vội dập đầu nhận sai là nô tỳ lỡ tay lão phu nhân đại tiểu thư, nô tỳ đáng chết. Trà này pha nước sôi, đừng nói là không nóng đi. Nhanh thỉnh đại phu tới xem cho lâm ma ma. Chủ tớ vài chục năm, lão phu nhân vội nói, trà sâm bị đổ, để vũ nha đầu đi pha lại ly khác là được. Trong lòng thẩm thanh vũ nổi một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền tắt đi, vội tiếp khay và ly trà trong tay lâm ma ma, đúng vậy, ma ma có bị phỏng không? Ma ma, trà sâm vừa pha, nhất định là ma ma bị phỏng rất nặng. Bùi thị lo lắng. Không đáng ngại. Lâm ma ma cắn răng, lắc đầu cười nói với lão phu nhân, chẳng qua là bị nước nóng hắt vào chút thôi, không cần thỉnh đại phu, nô tỳ về phòng bôi chút thuốc phỏng sẽ không có việc gì. Được rồi, mấy ngày tới, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, cẩn thận chút, nếu có gì không ổn, phải nhanh chóng phái tiểu nha đầu đi thỉnh đại phu. Lão phu nhân vội nói, ta đã có bọn Thúy Trân ở đây, ngươi cứ yên tâm mà dưỡng thương. Đều do nô tỳ không tốt, lão phu nhân đang ốm, cần nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ, vậy mà nô tỳ lại không cẩn thận như thế. Lâm ma ma vô cùng ấy nấy, còn để lão phu nhân lo lắng cho nô tỳ, nô tỳ tội đáng chết ngàn lần. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo nghỉ hai ngày. Lão phu nhân phất tay. Ngữ khí mang theo vài phần vô lực. Mama, ngươi cứ trở về đi, đã có chúng ta ở đây với mẫu thân rồi." Bùi thị vội đỡ lão phu nhân. "Tạ ơn điển lão phu nhân." Lâm Mama cảm ơn, sau đó mới lui ra ngoài. "Cháu gái đi pha ly trà khác." Thẩm Thanh Vũ nói với lão phu nhân. "Ừ, đi đi." Lão phu nhân gật đầu. Lâm Mama trở về phòng mình, thay quần áo, vết phỏng loang đỏ, đổi lên vài bọng nước lớn. Tiểu nha đầu hầu hạ bôi thuốc, lát sau lâm ma ma mới thở vào nhẹ nhõm. Ma ma, cái này để ta cầm đi giặt. Tiểu nha đầu chỉ vào xiêm y lâm ma ma vừa thay. Không cần, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, tiểu nha đầu quy củ thoái lui. Lâm ma ma mang ra một cây kéo, cắt xuống vùng vải cánh tay áo bị nước trà hắt lên, vẫn còn dính cặn bã trà, sau đó dùng vải sạch bao lại. Lão phu nhân bị bệnh, La Thủy Nguyệt và Thẩm Thanh Niên cũng chạy tới đào nhiên cư, canh giữ bên người bà lâm ma ma nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định tự mình đi một chuyến thứ này cho dù có vấn đề hay không có vấn đề giao cho người khác đi làm bà đều lo lắng nếu có vấn đề thì có nghĩa là cháu gái độc hại tổ mẫu chuyện truyền ra ngoài nhất định không hay nếu không có vấn đề để đại tiểu thư và lão phu nhân biết được sẽ không tránh khỏi yếm khí bà vì vậy lâm ma ma quyết định tự mình đi tìm đại phu để hỏi cho rõ ràng đến buổi chiều mới ly khai đào nhiên cư, ra khỏi hầu phủ từ cửa sau. Tìm đến một hiệu thuốc ở nơi hẻo lánh, đầu tiên là Lâm Ma Ma ngồi xuống bàn để đại phu xem qua chỗ cánh tay bị phỏng, sau đó mới đem bao vải mở ra, nói với đại phu, đại phu, phiền ngươi xem, trà sâm trên mặt vải này có vấn đề gì không? Ngữ khí mang theo vài phần khẩn trương. Đại phu nhìn nhìn Lâm Ma Ma, một thân bố y màu lam, búi tóc cài ngân trâm, tuy rằng một mạc, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo vài phần lưu loát, ánh mắt khôn khéo. Đại phu liếc mắt sang bao vải, ông đã xem bệnh cho vô số người, có thể đoán được người trước mặt, ước chừng là bà tử quản sự của nhà có tiền, trong lòng hắn đối với mấy việc âm mưu thủ đoạn trong cao môn đại hộ cũng biết một hai, vì thế không mấy ngạc nhiên, cúi đầu tinh tế kiểm tra miếng vải trong bao, rồi đứng lên. Một hồi lâu, đại phu mới nhíu mày nói với lâm ma ma, thứ này có tiêu giao tán, đây là trà sâm đã uống bao lâu rồi? Tiêu giao tán là cái gì? Sắc mặt lâm ma ma trắng nhật. Là một loại độc dược, có thể làm cho người ta nghiện mãn tính, thời gian lâu sẽ vắt cạn sức lực cơ thể. Hai tay lâm ma ma gắt cao nắm thành quyền, nếu dùng nó, đại phu nhìn không ra sao. Thẩm thanh vũ cho lão phu nhân uống trà sâm mấy tháng, trong thời gian đó, lão phu nhân bị bệnh vài lần, nhưng thái y đều không hề nhìn ra, chẳng lẽ thẩm thanh vũ đã thu mua thái y? đại phu lắc đầu, thứ này chậm rãi ngấm vào huyết mạch, cho dù là đại phu lợi hại cũng không có cách nào theo mạch tượng nhìn ra được. Đa tạ. Lâm ma ma thả bạc trên bàn, quay người bước đi, sắc mặt tái nhợt, miếng môi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi y quán, liền chống tay vào vách tường, mồm há to thở phì phò. Thẩm thanh vũ quả nhiên thật sự động tay động chân trong trà sâm của lão phu nhân. Sao nàng ta dám làm thế với tổ mẫu của chính mình? Trước kia, thời điểm thanh ninh tiểu thư còn ở hầu phủ, lão phu nhân đối với nàng ta còn tốt hơn cả đối với thanh ninh tiểu thư. Sao nàng ta lại có thể ngoan độc như thế? Đúng là bạch nhãn lan. Ý nói kẻ phản trắc và độc ác. Phải nói với lão phu nhân, phải mau trở về nói với lão phu nhân. Lâm ma ma nghĩ vậy, vội bước nhanh trở về hầu phủ. Về tới hầu phủ đã là chiều tối, huynh đệ thẩm phong, thẩm tránh đã ở nha môn trở lại, nghe tin lão phu nhân đổ bệnh, hai huynh đệ liền trực tiếp tới đào nhiên cư. Gió đêm phơ phất, lâm ma ma một đường trở về, tâm trạng bình phục không ít. Lão phu nhân vừa nghe chuyện hôn sự của thanh ninh tiểu thư và tô thế tử xong, liền học máu té xỉu, nếu bây giờ bà biết thêm chuyện đứa cháu gái mà bà nhất mực yêu thương nuôi dưới gối hạ độc mình, thì... Lão phu nhân có chịu nổi hay không? Lâm ma ma vô cùng lo lắng, ngẩng đầu nhìn đèn đút sáng trưng giữa nhà, quyết định chờ thân thể lão phu nhân khỏe hơn mới nói, vì thế trực tiếp quay người hướng về dãy phòng của hạ nhân trở về phòng mình lão phu nhân nhìn đám con cháu vây quanh mình lại nghĩ đến chuyện tô thế tử sắp lấy ninh nha đầu càng thêm đau đầu bùi thị và la thủy nguyệt ở lại đào niên cư hầu hạ lão phu nhân ăn cơm chiều nói chuyện một hồi lão phu nhân đuổi mọi người trở về chỉ để lại bốn người thẩm phong và la thủy nguyệt thẩm tránh và bùi thị ngồi xuống nói chuyện lão phu nhân để bùi thị và la thủy nguyệt đỡ đến sạp ngồi xuống cho hạ nhân lui hết ra ngoài ngẩng đầu nói với bốn người hẳn các ngươi đã biết tại sao ta bảo các ngươi ở lại rồi ánh mắt thẩm phong chợt lóe cúi đầu không nói la thủy nguyệt biểu môi sao nàng không biết lão phu nhân tức giận ói máu cả cái hầu phủ này còn ai không rõ nguyên nhân trong lòng la thủy nguyệt biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lại làm như không biết cười nói mẫu thân có chuyện gì ngài cứ trực tiếp nói với chúng con thân thể ngài không thoải mái có việc cứ phân phó chúng con là được. Bình thường là kẻ ranh mảnh, bây giờ lại ra vẻ hồ đồ. Lão phu nhân trừng mắt với La Thủy Nguyệt, nhìn sang Thẩm Phong và Thẩm Tránh, tức giận hỏi, chuyện của Ninh Nha đầu, hai huynh đệ các ngươi đã biết chưa? Sắc mặt Thẩm Phong rất khó coi. Thương mặt lại càng xanh mét, hôm nay hắn vào triều, còn cả lúc ở Nha môn, mọi người đều nhìn về phía hắn với ánh mắt mang theo chế nhạo và vui sướng khi thấy người khác gặp họa xem ra đều đã biết sắc mặt lão phu nhân tiều tụy mâu qua nhìn về phía thẩm phong và la thủy nguyệt suy cho cùng nó vẫn mang huyết mạch thẩm gia xương cốt đánh gãy vẫn còn da thịt các ngươi thân là phụ mẫu của nó vẫn là nên đi đón nó trở về đi thẩm phong nhíu mày lão thái bà này tự bà ta đem cháu gái đuổi khỏi gia môn đoạn tuyệt quan hệ bây giờ thấy cháu gái có hôn sự tốt lại muốn nhận trở về da mạch đúng thật là quá dày La Thủy Nguyệt nhìn lão phu nhân, cúi mi. Lão phu nhân thấy hai người cúi đầu không nói, tiếp tục lên tiếng, ta cũng là vì nó suy nghĩ, bước vào quốc công phủ, nếu như không có nhà mẹ đẻ, nó còn không bị người ta khi dễ đến chết đi. Đừng nói là chủ tử, chỉ sợ bọn hạ nhân trong quốc công phủ cũng khinh thường nó, vên mặt với nó. Đến cùng nó vẫn là nữ nhi thẩm gia, lần này nhận được ân điển của hoàng thượng, chúng ta đây cũng không thể đứng nhìn người ta khi dễ nó, không phải sao? huống chi, tề quốc công phu nhân kia, chỉ là kế mẫu của thế tử, tin đồn nàng ta hiền lương thuộc đức, nhưng nội bộ ai mà biết được. Ninh Nha đầu tính tình lại không biết trời cao đất rộng, nếu không có hầu phủ, còn không phải sẽ bị người ta đè ép sao. Người khác thấy nó không có nhà mẹ để để dựa vào, sẽ càng ghét bỏ nó. Đuổi nó khỏi thẩm gia, cũng là bởi vì nó làm việc không biết nặng nhẹ, để nó nhận được bài học, nhưng hiện tại việc hôn nhân đã định ra rồi, việc chuẩn bị đồ cưới cũng rất quan trọng nên đón nó trở về các ngươi là phụ thân mẫu thân đi đón nó đi trên gương mặt tiều tụy của lão phu nhân lộ ra lo lắng cùng sốt ruột một phen nói ra vô cùng khẩn thiết luôn miệng đều là vì suy nghĩ cho cháu gái thẩm phong nghe xong sắc mặt nhất thời xấu hổ đỏ một mảnh đuổi nữ nhi đi rồi văn thư đoạn tuyệt quan hệ cũng đã cho vừa thấy nữ nhi và thế tử được tứ hôn lại vội vã đi đón trở về thế này chẳng phải bản thân hắn sẽ bị đồng nghiệp khinh bỉ sao? Nếu vậy, hắn còn mặt mũi nào ra khỏi nhà nữa? Thẩm phong đỏ mặt, ngập ngừng, mẫu thân, cái này xem ra không ổn, có cái gì không ổn? Ngươi là vì muốn tốt cho nha đầu kia, có cái gì không ổn? Lão phu nhân với tay lấy chén trà bên cạnh, uống một ngụm nhuận giọng, thanh âm có chút lệ, nha đầu kia không biết nặng nhẹ, nhưng chúng ta cũng không thể đứng im nhìn nó gặp khổ được. Nó đính hôn với cô thế tử, là nó trèo cao gả cho người ta có nhà mẹ để hầu phủ làm chỗ dựa tương lai vào quốc công phủ người quốc công phủ cũng sẽ xem trọng nó thêm vài phần kết thân vốn là hai họ chi hảo huống chi việc hôn sự giữa thẩm gia và tô gia vốn là do ta và quốc công phu nhân đã sớm thông qua chỉ cần tề quốc công phủ không nói gì người ngoài còn có thể nói gì đây trước mặt con trai con dâu lão phu nhân nói ra rất có đạo lý Thần sắc Thẩm Phong có chút buông lỏng, trong mắt lóe hào quang, đúng vậy, có thể kết thân với Tề Quốc công phủ, cùng Tô gia trở thành thông gia, đối với hầu phủ mà nói là chuyện vô cùng tốt. Nhưng mà, bảo hắn phải cúi đầu đi đón nha đầu kia về sao? Thẩm Phong nhíu mày, chi bằng cứ để quản sự đi đón nó về hầu phủ, rồi chúng ta từ từ nói chuyện với nó sau. Thà cứ nói thẳng ra là muốn trèo cao lên Tề Quốc công phủ lại còn giả vờ làm bộ làm tịch nói là vì suy nghĩ cho cháu gái. Đúng là không biết xấu hổ. La Thủy Nguyệt buông mắt, che đi tia khinh miệt bên trong. Lão phu nhân nhìn Thẩm Phong, tâm tư con trai mình, lão phu nhân còn không rõ sao, bảo nó phải cúi đầu trước vãn bối, nó không làm nổi, vì thế nhìn về phía La Thủy Nguyệt, nói, đại nhi tức, ngươi là mẫu thân danh chính ngôn thuận của Ninh nha đầu, Phong nhi còn bận nhiều việc ở nha môn, chuyện này giao cho ngươi làm ngươi tìm thời gian thích hợp đi lý trạch, đón nha đầu kia trở về. Ngươi và mẹ con nó không quen biết nhiều, tới lúc đó, để nhị nhi tức đi cùng ngươi một chuyến. Hừ, lại muốn đẩy việc lên thân ta. La Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn lão phu nhân, khóe miệng cười trào phúng, mẫu thân, lời này của ngài không ổn lắm. Mẫu thân danh chính ngôn thuận của ninh nha đầu là Lý Vân Nương rõ ràng vẫn còn đó, chuyện này con dâu không thể đi làm. Mẫu thân và hầu gia một lòng hảo tâm vì nàng suy nghĩ, nhưng ta lại vạn vạn không thể đi. Con dâu không có mặt mũi nào làm chuyện này, Ninh nha đầu và thế tử vừa mới đính hôn, ta đi đón nàng trở về, không tránh khỏi người đời nói là thủy nguyệt ta tham lam leo lên quyền quý. Nói là thủy nguyệt ta cũng không sao, nhưng không thể để người đời nói hầu phủ. Ngày đó, chính mẫu thân ngài cho văn thư, Ninh nha đầu ở trước mắt bao người bị đuổi khỏi hầu phủ bây giờ lại vội vã đón nàng trở về, đây không phải là cái cớ để người ngoài nói hầu phủ ta thấy người sang bắt quàng làm họ sao. Mặc dù ta và Ninh Nha đầu chỉ ở chung mấy ngày, nhưng ta cũng hiểu, nàng ta tính cách cương liệt, tới lúc đó, nàng đem việc này náo đến long trời lỡ đất, người mất mặt chắc chắn sẽ là hầu phủ. Hừ, bà ta không biết xấu hổ, thì tự bà ta đi mà làm. Húng chi, tính cách nha đầu kia như vậy, còn có thể quay lại đây sao? suy nghĩ của bọn người này cũng quá kỳ quái đi la thủy nguyệt nói trắng ra như vậy nét mặt già nua của lão phu nhân lập tức nóng bừng tay chỉ vào la thủy nguyệt khóe miệng dương lên tức giận đến mức không nói thành lời bùi thị thấy vậy vội dùng tay thuận khí cho lão phu nhân đại tẩu lời này của ngươi tuy có chút hợp lý nhưng ninh nha đầu là nữ nhi thẩm gia ta thẩm gia ta quản giáo nữ nhi thế nào liên quan gì đến người ngoài quan tâm bọn họ làm cái gì cứ kệ bọn họ nói đi, dù sao cũng chúng ta cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nhà đầu kia mệnh tốt khiến người ta ghen tị, tuy chính mình cũng rất hận nó, nhưng nếu vì nó, nữ nhi của mình có thể gã đến quốc công phủ, thì mình cũng sẽ sẵn sàng bỏ quan chuyện cũ. La Thủy Nguyệt liếc mắt nhìn bùi thị, vậy đệ muội ngươi đi đón là được rồi, dù sao ta cũng sẽ không đi, việc xấu hổ như vậy, La Thủy Nguyệt ta không làm được. Ta cảm thấy đại tẩu nói có đạo lý, mẫu thân thẩm tránh ngẩng đầu nhìn lão phu nhân chậm rãi nói việc ninh nha đầu bị đuổi khỏi hầu phủ đã khiến dư luận xôn xao tất cả mọi người đều nói hầu phủ không tốt hiện thời hoàng thượng vừa tứ hôn cho ninh nha đầu và tô thế tử chúng ta lại vội vàng đi đón nó trở về quả thật sẽ khiến người ta đàm tếu hầu phủ không ra gì thấy lão phu nhân nhíu mày thẩm tránh vẫn bình tĩnh không chút hoang mang nói tiếp mẫu thân ngài nói cũng đúng ninh nha đầu là nữ nhi thẩm gia ta trong người chảy dòng máu thẩm gia, đây là chuyện không thể phủ nhận. Ta cảm thấy, vẫn là nên chờ chuyện này lắng xuống rồi nói, đến lúc đó, để Ninh nha đầu quy nhận tổ tông, chúng ta lại có thể cùng quốc công phủ kết làm thông gia, cũng sẽ không để cho người ta có cớ nói không hay về hầu phủ, đây chẳng phải là một việc làm đạt ba mục đích sao? Thế này thì sẽ phải chờ rất lâu. Nữ nhi nhà mình có thể chờ 2 năm, nhưng Tô gia nhị công tử hiện tại đã đến tuổi thành hôn rồi đó bùi thị có chút sốt ruột lão gia thẩm tránh đánh mắt sang bùi thị bùi thị nhất thời rung lên đầu lưỡi vừa chuyển lập tức đổi lời nói mẫu thân lão gia nói có lý lão phu nhân nghĩ nghĩ kiên định nhìn về thẩm phong và la thủy nguyệt vẫn nên đi một chuyến đi nhất định phải đi trước khi diễn ra đại hôn của bọn chúng thẩm gia ta gả con gái há có thể tùy tiện huống chi đó còn là quốc công phủ cứ quyết định như vậy chị em dâu hai người các ngươi chọn ngày đi một chuyến đón người trở về lão phu nhân quay sang nói với la thủy nguyệt và bùi thị mẫu thân ta không đi muốn đi cứ để em dâu đi thôi la thủy nguyệt trào phúng cười bằng không mẫu thân ngài tự mình đi một chuyến cũng được lão nhân gia ngài thể diện lớn chắc chắn ninh nha đầu sẽ vui vẻ trở về hầu phủ ngươi nói chuyện với mẫu thân cái kiểu gì thế hả thẩm phong quay đầu căm tức nhìn la thủy nguyệt ta chỉ ăn ngay nói thật thôi con gái ruột thịt của hầu gia ngài chi bằng hầu gia ngài tự mình đi đón thì hơn la thủy nguyệt không chút khách khí trừng mắt nhìn lại cứ quyết định như vậy đi hai người các ngươi thương lượng cho tốt sau đó gửi bái thiếp qua lão phu nhân hoàn toàn không thèm nhìn la thủy nguyệt lên tiếng la thủy nguyệt nhớ mày nói là một chuyện làm hay không lại là chuyện khác dù sao chân của mọc trên người của nàng đi hay không do nàng tự quyết định Lão phu nhân xua tay, được rồi, tất cả các ngươi đều về đi. Trở lại viện tử, vào phòng, rửa mặt một phen, vẫy lui nha đầu, bùi thị vừa giúp thẩm tránh cởi áo, vừa nói, lão gia, đại tổ nhà mẹ để ta đánh chủ ý vào vận nhi, muốn nạp vận nhi cho đứa nhỏ hạo lâm, vì tương lai của vận nhi, phải đón ninh nha đầu trở về, không thể đoạn tuyệt quan hệ. Nếu kết cửa thông gia với tề quốc công phủ, đại ca còn không phải sẽ có chỗ dựa vững chắc, Ninh nha đầu kia cũng là đứa lợi hại, chỉ e, công phu nhiều năm qua của chúng ta sẽ bị uổng phí. Thẩm tránh cao mày. Bùi thị sửng sốt một chút, cười tháo đai lưng cho hắn, nói, có quan hệ thông gia này, đến lúc đó chẳng phải con chúng ta sẽ càng thêm ưu việt. Trăm mật khó tránh khỏi nhất sơ. Nhiều năm qua, bọn họ ra tay đều không để lộ dấu vết, nhưng La Thủy Nguyệt vừa mới vào cửa không lâu, hơn nữa nhà mẹ để La Đại Nhân lại như mặt trời ban trưa, nếu để lộ ra một nửa điểm, như vậy nỗ lực nhiều năm đều sẽ thành giả tràng xe cát. Còn có, ninh nha đầu, trông vậy nhưng không hề đơn giản, cắt đứt quan hệ với hầu phủ cũng đúng thời điểm quá đi. Thẩm tránh dừng lại một chút, nói tiếp, ta nghe nói, mấy ngày này đại ca rất si mê một con hát. Nếu hắn ta ở bên ngoài nuôi ngoại thất, tới lúc đó, sinh con mang về hầu phủ. Ngón tay bùi thị dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, sao có thể không phải lão gia nghe lầm đó chứ thẩm phong thích mỹ nhân là kẻ thương hoa tiết ngọc hiện tại lại ở bên ngoài bao dưỡng con hát chỉ cần là người hắn nhìn trúng cho tới bây giờ đều quan minh chính đại đưa vào hầu phủ thẩm tránh khinh thường chắc chắn là do la thị quản quá độc ác bùi thị cũng nghĩ vậy gật gật đầu la thủy nguyệt đem đám mỹ nhân trong hậu viện của thẩm phong quản thúc nghiêm cẩn thẩm phong lại là kẻ yêu nhan sắc mỹ nhân trong nhà khiếp sợ la thủy nguyệt một vành còn ai dám mị hoặc hắn. Nghe nói, từ khi thành hôn đến giờ, trừ lúc đến nha môn, thẩm phong đều túc trực ở mộ lan viện, cho nên chỉ có thể ở ngoài ăn vụn. Nhưng mà, vận nhi nó, bùi thị thoát y phục cho thẩm tránh, để sang một bên, xoay người, nhíu mày lên tiếng. Thẩm tránh an ủi, bùi gia là họ hàng, đại ca và đại tẩu một lòng quan tâm vận nhi, đứa nhỏ hạo lâm cũng không tồi, có cha mẹ chồng yêu thương, phu quân sủng ái, đối với vận nhi mà nói, kỳ thực coi như là chuyện tốt. Bùi thị gật đầu, trong lòng lại vẫn như bị tắt nhẹn, vô cùng khó chịu. Lão phu nhân hối thúc bùi thị và La Thủy Nguyệt đưa thiệp mời đi đón người. La Thủy Nguyệt không trả lời, bùi thị chỉ gật đầu có lệ. Thân thể lão phu nhân không thoải mái, thấy bọn họ như vậy, cũng không còn cách nào. Lâm ma ma nghỉ ngơi hai ngày mới quay lại hầu hạ lão phu nhân. Lâm ma ma tuy trong lòng đã hạ quyết định chưa nói với lão phu nhân, nhưng lại khó tránh khỏi lộ ra vài điểm khác thường rốt cuộc vẫn là chủ tớ vài chục năm lão phu nhân rất nhanh đã nhận ra bà ta khác thường chỉ nghĩ rằng trên cánh tay bà ta còn đang bị thương vì vậy liền đuổi lâm ma ma trở về nghỉ ngơi lâm ma ma nhìn về phía lão phu nhân ánh mắt có chút trốn tránh các ngươi đều lui xuống cả đi lão phu nhân vẫy lui người khác quay sang lâm ma ma hỏi có chuyện gì mau nói xem lâm ma ma nhìn lão phu nhân lắc lắc đầu cuối ni nô tỳ không có việc gì ngươi ở bên ta vài chục năm ngươi có việc gì chẳng lẽ ta còn không biết lão phu nhân nói mau nói xem nếu là chuyện khó xử ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi nghe lời lão phu nhân xong lâm ma ma mắt hiện lệ quan lão phu nhân nô tỳ có chuyện muốn nói với ngài ngài ngàn vạn lần không được kích động không nên động khí. nói đi lão phu nhân gật đầu Lâm ma ma đứng dậy, đi lấy thanh tâm hoàng mang đến, để lão phu nhân ăn xong hai khỏa, sau đó mới đem sự tình kể ra. Người nói, tiện nhân vũ nha đầu kia hạ độc trong trà sâm của ta. Hai tròng mắt lão phu nhân co rút, vội nắm lấy tay lâm ma ma, hỏi. Đúng vậy, lão phu nhân, ngày đó là nô tỳ tự mình cầm vải áo bị nhiễm trà sâm đến chỗ đại phu kiểm tra. Lâm ma ma nhìn vẻ mặt gầy yếu của lão phu nhân, nhẹ nhàng gật đầu lão phu nhân phút chốc nắm chặt tay mắt trợn tròn trong mắt bốc hỏa trong phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động chỉ có tiếng hít thở đè nén của lão phu nhân lâm ma ma bị nắm đau nhất nhẹ giọng khuyên nhủ lão phu nhân ngài trước đừng có gấp không nên kích động lão phu nhân mím miệng cảm thấy ngực như bị đau nhọn đâm vào đau đớn tự hồ không nghe thấy lời lâm ma ma tay vẫn gắt gao nắm chặt không ngờ mình lại nuôi một con rắn độc bên người ánh mắt lão phu nhân lóe ẩn quan mang, âm trầm như thể muốn ăn thịt người, giữ tận dị thường. Hồi lâu sau, lão phu nhân mới qua kẻ răng riết ra từng chữ, tiện nhân thẩm thanh vũ, nha đầu độc ác như rắn rết, ta muốn xé nát nó. Ta muốn để nó sống không bằng chết. Gương mặt lão phu nhân giữ tận. Lão phu nhân yêu thương nàng như thế, cho nàng thân phận cao như vậy, còn tự mình giáo dưỡng, thật không ngờ nàng lại dám hạ độc thủ với lão phu nhân. Lâm ma ma bên cạnh cũng cùng chung mối thù. Khuôn ngực lão phu nhân phập phồng lên xuống, tiếng hô hấp rung động vù vù. Lâm ma ma giúp bà thuận khí, trên mặt lóe hận. Nhất thời, chủ tớ hai người đều không nói gì, trong phòng chỉ còn lại yên tĩnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Phải ra tấn nha đầu chết tiệt này thế nào đây? Lão phu nhân hô hấp, ánh mắt nặng nề, trong lòng thầm tính toán. Một chén dược độc chết nó. Một giải bạch lăng treo cổ nó hay là loạn côn đánh chết nó bây giờ trong tâm trí lão phu nhân nổi lên vô số ý tưởng giết chết thẩm thanh vũ nhưng đều cảm thấy không đủ xả hận chết như thế quá mức tiện nghi cho nó nó lại dám hạ độc tổ mẫu ruột thịt của mình chẳng trách xương cốt bà càng ngày càng yếu bà chỉ cho là bản thân tuổi đã lớn không hề để ý đến nguyên nhân nào khác thật không ngờ là do bị trúng độc thứ ngỗ nghịch bất hiếu tâm địa độc ác nhất định phải để nó sống không bằng chết phải để nó hối hận vì đã sinh ra trên đời này đôi mắt lão phu nhân lộ ra âm ngoan bà ở phía sau trạch đấu bao nhiêu năm hiện thời là lúc được ngậm kẹo đùa cháu không ngờ lại bị lật thuyền trong mương bị chính cháu gái ruột thịt hạ độc còn là đứa cháu gái mà bà nuôi dưới gối hết lòng yêu thương nỗi hận này lão phu nhân không thể nuốt xuống nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá tiện nghi cho bạch nhãn lan thẩm thanh vũ kia lão phu nhân người tính xử lý nha đầu kia thế nào? Lâm ma ma rót cho lão phu nhân một chén trà, thấp giọng hỏi. Lão phu nhân tiếp trà, uống một ngụm, âm u nói, mà không để yên cho nó được, đồ độc ác này. Vâng, lão phu nhân ngài từ từ nghĩ, nha đầu kia hiện tại vẫn dưới mí mắt ngài, ngài muốn thế nào đều được. Lâm ma ma đáp. Ừ, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, xem phải thu thập nó kiểu gì. Lão phu nhân âm ngoan gật gật đầu, đem trà đưa cho lâm ma ma, trước hết chúng ta không được để lộ ra sơ hở, miễn cho nha đầu chết tiệt đó nổi lên lòng nghi ngờ. Lâm ma ma nói có lý, nó ở dưới mí mắt bà, vậy chẳng phải sẽ do tùy ý bà xử lý. Sự việc này nếu truyền ra ngoài, hầu phủ sẽ bị dèm pha, nha đầu chết tiệt đó do bà nuôi dưới gối, để truyền ra, bà nuôi được một đứa cháu gái tâm địa độc ác hạ độc tổ mẫu, thanh danh một đời của bà sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thanh danh hầu phủ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, lão phu nhân lâm ma ma tiếp trà đặt lên bàn chuyện này còn có người nào khác biết nữa không đại phu kia có đáng tin cậy lão phu nhân nhìn về phía lâm ma ma hỏi việc trọng đại nô tỳ chưa từng nói với ai một lời về phần đại phu kia nô tỳ cố ý đến một hiệu thuốc khá xa trong hẻm nhỏ ít người qua lại để hỏi sẽ không có chuyện gì lâm ma ma trả lời bà là tâm phúc bên cạnh lão phu nhân hậu trạch hậu phủ xưa nay đều thỉnh thái y hoặc đại phu quen biết đến khám chữa bệnh. Cho nên, sự tình sẽ không bị truyền ra. Độc này có khả năng giải không? Qua nửa ngày, lão phu nhân mới hỏi. Lâm ma ma lắc lắc đầu, đại phu nói, tiêu giao tán này chỉ cần vào huyết mạch sẽ gây nghiện, không thể thoát khỏi, trừ phi, mới dùng qua mấy lần. Dứt lời, lâm ma ma lộ ra thương tâm, hiện tại sức khỏe của lão phu nhân như vậy, chỉ sợ đã bị ngấm quá nhiều độc e là thân thể đã cạn kiệt. Lão phu nhân tuổi lớn, vậy mà nha đầu kia còn nhẫn tâm hạ thủ được, đối với tổ mẫu ruột thịt mà nàng ta cũng ngoan độc như thế. Lão phu nhân nhếch môi, qua lúc sau mới lên tiếng, cứ phải thử một chút. Dừng một lát, nghi hoặc nhíu mày, ta đối đãi với nó không tệ, sao nó có thể xuống tay với ta? Tiền đồ của nó, ta với phụ thân nó cũng đã an bày xong, trong lòng nó cũng thích tống thế tử kia, vì sao nó còn muốn hạ thủ ngoan độc như vậy? Cái này. Lâm ma ma nghĩ nghĩ, đoán, chẳng lẽ là do ngày đó lão phu nhân ngài không cứu sở di nương, nha đầu đó vì chuyện này mà khép lòng, nô tỳ thấy tính tình nàng ta có chút âm trầm. Hừ, lúc trước là chính nó tự chút lấy khổ, nó cho rằng có thể dễ dàng tính kế ninh nha đầu. Ninh nha đầu nào có ôn nhu, hiền lành như Lý Vân Nương. Lão phu nhân hừ một câu, nói, hơn nữa, nó dám xuống tay với ta, thì nó đối với sở di nương liệu có bao nhiêu tình cảm sâu đậm ta thấy nó có ý đồ khác nhưng mà là ý đồ gì đây những gì tốt nhất cho nha đầu kia bà đều đã làm lão phu nhân suy nghĩ đầu đau nhất lại nghĩ chậm rãi quan sát sẽ nhìn ra được manh mối vì thế ngẩng đầu nói với lâm ma ma cũng may là có ngươi bằng không cái mạng của ta đã nằm trong tay nó rồi lão phu nhân nói xong kéo tay lâm ma ma ánh mắt có chút nhu hòa giảm kích vỗ vỗ tay lâm ma ma, còn khiến ngươi bị đau da thịt. Lão phu nhân quá lời, vì lão phu nhân phân ưu giải nạn là chức trách của nô tỳ. Lâm ma ma đáp, nô tỳ chẳng qua chịu khổ chút đau da thịt thôi, chỉ cần lão phu nhân ngài không có việc gì, nô tỳ mới an tâm. Hảo, hảo, hảo. Đôi mắt lão phu nhân đục ngầu, trong mắt lóe thủy quan. Lâm ma ma cũng ướt mắt. Người lợi hại không khéo như lão phu nhân, lại bị cháu gái ruột thịt hạ độc nếu không có thanh ninh tiểu thư. Lão phu nhân tới lúc chết cũng sẽ không biết chuyện này. Sắc mặt lâm ma ma ngưng trọng, nhìn về phía lão phu nhân, lão phu nhân, thật ra, đây không phải là công lao của nô tỳ là đại, là thanh ninh tiểu thư lúc đi, đã nói một câu, nô tỳ mới nổi tâm nghi ngờ. Sao? Cùng ninh nha đầu nói qua. Ánh mắt lão phu nhân có chút giật mình, trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn, hỏi, chẳng lẽ nha đầu chết tiệt đó cũng biết chuyện nô tỳ nghĩ thanh ninh tiểu thư không biết lúc đó nàng chỉ nói trong có ít tinh thần nhưng uống nhiều không tốt còn lại thì không nói gì thêm có lẽ là nàng thấy lão phu nhân ngài hiện thời chỉ uống trà sâm của đại tiểu thư pha nên mới nổi lòng nghi ngờ nhưng khó mà nói được gì cho nên đành phải để lại một câu như vậy lâm ma ma nói dù sao nàng làm vậy cũng là vì quan tâm lão nhân gia ngài đến cùng vẫn là bà cháu ruột thịt thanh ninh tiểu thư tuy rằng tính tình cương liệt lúc chống đối lão phu nhân cũng không hề khách khí nhưng suy cho cùng lại chưa từng làm gì hại đến lão phu nhân so với thẩm thanh vũ luôn ra vẻ mềm mại nhu thuận còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần nghe lâm ma ma nói vậy lão phu nhân nghĩ tới nhất cử nhất động và lời nói của thẩm thanh vũ thời gian qua sắc mặt trầm xuống nhớ tới thanh ninh hôm nay đã đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ lại có được hôn sự tốt như vậy tim lão phu nhân càng đau như bị đau chém mỗi lúc một đau đỏ mắt là mắt ta bị mù lưu lại đồ nhẫn tâm kia nuôi dưỡng ở bên người đem ninh nha đầu đuổi khỏi gia môn là mắt ta bị mù nghĩ tới la thủy nguyệt chống đối bùi thị có lệ lại nhớ ngày xưa lý vân nương kính cẩn nghe theo ánh mắt càng đỏ lên trong lòng càng thêm hối hận là mắt ta bị mù là ta hầu phủ là muốn hủy trong tay ta ta thế nào lại làm thất vọng liệt tổ liệt tông thẩm gia a vừa nói vừa ôm ngực khóc lên lão phu nhân ngài đừng như vậy lão phu nhân ngài cũng vì thẩm gia suy nghĩ, ngài là một lòng vì thẩm gia. Lâm ma ma vội cầm tay lão phu nhân. Là ta, là mắt ta bị mù, là ta tạo nghiệt. Lão phu nhân lệ nóng tung hoành. Lão phu nhân, ngài đừng như vậy, nô tỳ, ngày mai nô tỳ sẽ đi dập đầu với đại tiểu thư, đi cầu xin nàng trở về. Lâm ma ma chảy nước mắt. Không, nó sẽ không về. Nhất định nó sẽ không về đâu, là ta chặt đứt tình cảm của nó với thẩm gia lúc trước là ta muốn lấy mạng lý vân nương nó hận ta hận ta a à. lão phu nhân khóc sẽ không nô tỳ đi cầu đại tiểu thư sẽ hiểu khổ tâm của ngài lâm ma ma an ủi một hồi lâu sau cảm xúc chủ tớ hai người mới dần ổn định lại lâm ma ma kêu tiểu nha đầu mang bồn nước tiền vào lấy khăn ướt lau mặt cho lão phu nhân sau đó chỉnh trang lại xiêm y vuốt vuốt nếp nhăn vạt áo cho bà lão phu nhân vừa chỉnh trang xong xuôi ngoài cửa truyền đến thanh âm của thúy hương sao vậy tiến vào nói đi lâm ma ma đỡ lão phu nhân ngồi ổn định quay đầu nói lão phu nhân kiến an hầu phu nhân phái triệu ma ma mang bái thiếp đến thúy hương đi vào đưa cho lão phu nhân một tấm thiệp trương thị nghe nói lão phu nhân bị bệnh chuẩn bị ngày mai tới hầu phủ thăm lão phu nhân kiến an hầu phủ có lòng lâm ma ma ngươi đi bồi triệu ma ma nói chuyện đi. Là thế giao, lão phu nhân tất nhiên không thể từ chối, kiến an hầu phủ này cũng có lòng, ngày Tết đoan ngọ, nghi an quận chúa sảy thai, nhất định vẫn còn thương tâm, hiện tại lại có thể qua đây thăm bà, lão phu nhân trong lòng cũng thật hưởng thụ, vì thế quay đầu phân phó lâm ma ma. Vâng. Lâm ma ma không người, lại bảo Thúy Trân, Thúy Lan và Thúy Hương hảo hảo cùng nhau hầu hạ lão phu nhân, xong mới đi ra ngoài. Lâm Ma Ma đi một hồi, giữa trưa mới trở về, gặp đúng lúc Bùi Thị đang nói chuyện với lão phu nhân. Thấy Lâm Ma Ma đi đến, hỏi: Đi rồi sao? Vâng, nô tỳ thấy đã đến giữa trưa, muốn mời bà ta ở lại dùng cơm, nhưng bà ta cực lực từ chối, nên nô tỳ cũng không giữ lại nữa. Lâm Ma Ma trả lời: Ừ, lão phu nhân gật gật đầu. Cổ mẫu, cháu gái pha trà sâm đến cho ngài. Thẩm Thanh Vũ một thân phấn hồng, mặt che khăn lộ mỏng tay bưng khay trà cười khanh khách dẫn theo tuyết lan vào phòng lão phu nhân vừa thấy nàng hô hấp liền bắt đầu dồn dập lão phu nhân ngài chậm một chút lâm ma ma vỗ lưng cho lão phu nhân lão phu nhân nắm chặt tay hàm răng nghiến chặt vang tiếng ken két ánh mắt như đau bắn về phía thẩm thanh vũ thẩm thanh vũ hồn nhiên không biết chuyện nàng ra tay trong trà sâm đã bị lão phu nhân phát hiện chỉ nghĩ là lão phu nhân sức khỏe không tốt vì thế khẩn trương hỏi tổ mẫu Ngài sao vậy? Có phải lại không thoải mái? Lão phu nhân. Lâm ma ma hô một câu. Tổ mẫu, ngài không thoải mái chỗ nào. Thẩm thanh vũ đi đến ngồi đến ghế đôn bên cạnh lão phu nhân, đem khay đặt trà đặt trên bàn con, sắc mặt lo lắng hỏi lão phu nhân, sau đó lại quay đầu về phía bùi thị, sắc mặt tổ mẫu kém như vậy, nhị thẩm, vẫn nên gọi người mau đi thỉnh thái y tới bắt mạch cho tổ mẫu đi. Được. Bùi thị cũng rất hồ nghi, Ban nãy lão phu nhân vẫn còn khỏe mạnh, thế nào đột nhiên lại thở gấp. Thẩm Thanh Vũ với tay cầm trà sâm, cúi đầu thổi thổi, đưa tới cho lão phu nhân, kính cẩn nói: "Tổ mẫu, nếu không, ngài uống chút trà sâm trước." Ánh mắt lão phu nhân âm lãnh nhìn Thẩm Thanh Vũ, sau đó lại nhìn ly trà sâm kia, vung tay đánh nghiêng bát trà nóng bỏng, toàn bộ đổ lên đùi Thẩm Thanh Vũ. "A!" À. Thẩm Thanh Vũ bị nóng hét to, nhảy dựng lên, nghe răng nhếch miệng sắc mặt tái nhợt rủ vạt váy, hy vọng có thể bớt đau. Đại tiểu thư, Tuyết Lan kêu lên, vội cúi đầu giúp Thẩm Thanh Vũ rủ vạt váy. A, à, Vũ Nhi, ngươi thế nào? Bùi Thị vội vàng đứng dậy, đỡ Thẩm Thanh Vũ. Đại tiểu thư, ngài có sao không? Thúy Lan, Thúy Hương cũng gấp rút chạy tới. Ô, Thẩm Thanh Vũ đau không nói lên lời, chỉ có thể đỡ tay Bùi Thị, hít vào một ngụm khí. Thế này vẫn còn nhẹ. Bùi thị nghĩ. Lão phu nhân không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Vũ. Lâm ma ma nói với Thẩm Thanh Vũ, đại tiểu thư, ngài vẫn nên về phòng trước đi, lão phu nhân đã có nô tỳ chăm sóc. Nhưng mà, tổ mẫu. Thẩm Thanh Vũ lo lắng nhìn lão phu nhân. Nha đầu này, ngươi mau trở về đi thôi, để người hầu bôi thuốc cho ngươi, sau đó uống một chén thuốc trừ hỏa, nếu nghiêm trọng, thỉnh nữ y đến xem cho ngươi. Bùi thị nhìn đùi Thẩm Thanh Vũ, nói. Được, con trở về phòng trước." Thẩm Thanh Vũ đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, gật gật đầu, tự tay thu thập bát và khay trà. "Đại tiểu thư, việc này cứ để bọn nô tỳ." Thúy Lan và Thúy Hương vội nói. "Còn không trở về phòng." Lão phu nhân lớn tiếng hét. Thẩm Thanh Vũ vội đáp, "Tổ mẫu không cần lo lắng, cháu gái sẽ về ngay." Ánh mắt Bùi thị lóe lóe nhìn sắc mặt tối sầm của lão phu nhân lại nhìn sang bóng lưng Thẩm Thanh Vũ và Tuyết Lan đang đi ra ngoài. Không biết hai bà cháu bọn họ đã phát sinh chuyện gì. Sắc mặt này của lão phu nhân, ánh mắt như muốn ăn thịt người, rõ ràng vừa rồi lão phu nhân là cố ý, cố ý đánh đổ trà sâm nóng lên người Vũ Nha đầu. Rốt cuộc là tại sao? Đến nửa đêm, lão phu nhân toàn thân như bị vạn trùng cắn, vô cùng khó chịu, quay cùng dãy dụa trên giường một phen, nhìn một hồi, thật sự không thể chịu được, đành phải phái lâm ma ma đi gọi thẩm thanh vũ pha trà sâm đến uống. Thẩm thanh vũ bị phỏng một mảng da, nằm thẳng trên giường đau đớn kêu hừ hừ, lâm ma ma tới gọi, thẩm thanh vũ đành phải dựng tinh thần đứng lên đi pha trà sâm cho lão phu nhân. Lão phu mong trà sâm, lúc này mới thỏa mãn hô một hơi, ngủ lại. Hôm sau, Trương Thị đến Hưng Ninh Hầu Phủ, cùng nàng đến còn có Tống Tử Quỳnh. Thẩm Thanh Nghiên là thứ xuất, Tống Tử Quỳnh kinh thường nàng, Thẩm Thanh Vận vì chuyện Bùi Thị không đi đón Thanh Ninh trở về, liền ở trong viện của mình hờn dỗi. Thỉnh an với lão phu nhân xong, nghe nói Thẩm Thanh Vũ không thoải mái, Tống Tử Quỳnh và Thẩm Thanh Nghiên đi đến phòng Thẩm Thanh Vũ. Lão phu nhân, ngài có khỏe không? Khí sắc xem ra không tốt lắm. Trương Thị nhìn lão phu nhân, ánh mắt lo lắng hỏi. Người già đi, đều sẽ vậy, ngươi cũng bận rộn, cảm ơn ngươi đã quan tâm. Lão phu nhân cười nói, Quận chúa sao rồi? Còn vết thương của thế tử đã đỡ hơn chưa? Vâng, tại lão phu nhân ngài nhớ thương bọn tiểu bối, đều đã khỏe hơn nhiều rồi. Trương Thị cười đáp: Cũng không gấp, thế tử và quận chúa tuổi còn trẻ, rất nhanh sẽ lại hoài thai. Lão phu nhân cười: Ngươi phải an ủi quận chúa nhiều hơn đó. Nghe nói quận chúa cách vài ngày lại đòi tìm chết một lần, nhưng đều được nha đầu phát hiện kịp thời, nếu không đã sớm chút hơi thở cuối cùng. Đúng vậy bọn chúng hai đứa vợ chồng thiếu niên tuổi trẻ chỉ cần chăm sóc thân thể thật tốt rất nhanh sẽ có đứa nhỏ bùi thị cười nói đúng vậy phu nhân ngươi không cần thương tâm la thủy nguyệt cũng phụ họa ai da ta đã khuyên rồi mấy ngày trước công chúa cũng đón nàng trở về hai ngày lúc quay lại đã khá hơn cơm cũng đã ăn nhiều hơn một chút trương thị thở dài một hơi nói xong ánh mắt hướng sang la thủy nguyệt phu nhân vào cửa trễ hơn nghi an một tháng có tin vui chưa? La Thủy Nguyệt đỏ mặt, lắc đầu, vẫn chưa, sao mà nhanh như thế được? Bùi thị ngồi bên vụng trộn cười. Không cần gấp, mới vào cửa hơn hai tháng, không vội. Trương thị nhìn lão phu nhân, cười hì hì, hầu gia còn hưng thịnh, phu nhân lại trẻ tuổi, nhìn thế nào cũng có thể sinh dưỡng, lão phu nhân ngài chờ ông đại tôn tử đi. Lão phu nhân vui vẻ cười ha ha, ngươi nói cười. Mặt la thủy nguyệt đỏ thành một khối, bùi thị cũng cười ha ha theo ánh mắt lại lộ ra đắc ý muốn sinh con nằm mơ đi vị trí thế tử hầu phủ sẽ thuộc về con trai nàng hầu phủ này tương lai sẽ là của con trai nàng bùi thị cười cười nhìn sắc mặt phím hồng của la thủy nguyệt đắc ý trong mắt càng sâu đứa nhỏ vũ nhi kia thế nào lại không cẩn thận vậy để nước nóng đổ lên chắc chắn sẽ bị phỏng sắc mặt trương thị lo lắng hỏi có nghiêm trọng không đã thỉnh thái y qua xem chưa hay là để ta bảo tử giật đến hỏi thăm xem trong thái y viện có ai trị phỏng giỏi không nhé. Đã khiến phu nhân ngươi lo lắng, cũng không có gì nghiêm trọng, bôi thuốc, uống dược là được. Lão phu nhân cười trả lời. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn, ta luôn thích nó, nhu thuận, lại biết thương người. Trương Thị cười nhìn về phía lão phu nhân và la thủy nguyệt, hy vọng có thể sớm đón nó vào cửa. Lão phu nhân nhướng mày, nha đầu kia qua năm mới 14, năm sau mới cập kê thẩm thanh vũ được nuôi dưới cối lão phu nhân nàng là kế mẫu cho nên la thủy nguyệt rất tự giác không nói gì lão phu nhân ta biết ngài luyến tiếc nhưng ta thật tâm thích nàng hơn nữa nàng và quận chúa hơn kém nhau mấy tuổi như vậy cũng có thể cùng quận chúa làm bạn hầu gia và thế tử cũng đã đáp ứng rồi muốn sớm đón nàng vào cửa ý cười trong suốt trương thị nói xong cho lão phu nhân một ánh mắt cái này tuy đã sớm nói qua nhưng vẫn muốn chờ thẩm thanh vũ cập kê mới đưa tới tống gia nhưng bây giờ lại muốn đón vào sớm để làm bạn với quận chúa chủ mẫu và tiểu thiếp trong lúc đó thật ra là có chuyện gì lão phu nhân thấy trương thị đưa mắt biết là trương thị có chuyện riêng muốn nói cười nói vài câu liền đuổi bùi thị và la thủy nguyệt trở về đợi bùi thị và la thủy nguyệt đi rồi lão phu nhân cho hạ nhân lui hết mới hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không nếu không tại sao lại khẩn cấp muốn đưa tiện nhân thẩm thanh vũ kia qua đó trương thị một vẻ mặt buồn rầu nhìn về phía lão phu nhân trả lời ta cũng không giấu giếm lão phu nhân ngài nữa quận chúa bị thương không thể mang thai lại cho nên chúng ta mới tính toán sớm đón vũ nhi vào cửa vũ nhi là thiên kim hưng ninh hầu phủ sinh ra đứa nhỏ thân phận cũng đủ cao lão phu nhân yên tâm tống gia ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng nửa phần thì ra là thế lão phu nhân như có đâm chiêu Bên kia, sau khi đuổi Thẩm Thanh Nghiên đi, Tống Tử Quỳnh cũng nói với Thẩm Thanh Vũ việc này. "Cái gì?" "Quận chúa." Thẩm Thanh Vũ ngẩng đầu yên lặng nhìn Tống Tử Quỳnh, trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc và vui sướng. "Ta lừa ngươi làm gì?" Quận chúa trước đó vài ngày đòi tìm tự vẫn, mẫu thân đã đem nha đầu nói Huyên Thuyên kia ra đánh chết. Ánh mắt Tống Tử Quỳnh hiện lên tia hận. "Nghi An nàng ta nói sẽ giúp mình, nhưng kết quả thế nào?" hoàng thượng tứ hôn cho thẩm thanh ninh và thế tử. Nói giúp mình, kỳ thực là nói lung tung, căn bản là không đem việc của mình để ở trong lòng, mình so với thẩm thanh ninh bị thẩm gia đuổi khỏi gia môn chẳng phải tốt hơn vạn lần. Mẫu thân nàng ta là công chúa, nàng ta là quận chúa, ở trước mặt hoàng thượng nói vài câu còn không phải sẽ có trọng lượng. Hừ, xem ra là nàng ta cố ý dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mình, biến mình thành con hát để đùa giỡn, không chừng, sau lưng lại nhạo bán mình ngu ngốc tại sao lại thế thẩm thanh vũ bày ra vẻ mặt khổ sở trong lòng lại nở hoa tuy là thứ nữ thân phận kém hơn quận chúa nhưng hiện thời nàng là trưởng nữ hưng ninh hầu phủ quận chúa không thể có đứa nhỏ vậy chỉ cần nàng sinh ra trưởng tử thì tâm tình thẩm thanh vũ rất kích động trái tim đột nhiên cấp tốc nhảy dựng ta nói trước cho ngươi biết như vậy vì đằng nào sau này ngươi cũng sẽ vào cửa tống gia ngươi đừng có mà nói ra ngoài tống tử quỳnh dặn dò ừ ta biết ta sẽ không truyền ra ngoài thẩm thanh vũ cười gật đầu vui mừng và kích động trong mắt đều không giấu được lão phu nhân ngài tính đáp ứng hay không đáp ứng chờ trương thị và tống tử quỳnh đi rồi lâm ma ma và lão phu nhân ở trong nội thất nói chuyện lão phu nhân trầm ngâm không đáp lời trương thị ban nãy không nói gì thêm về thời điểm nâng nha đầu kia vào cửa đáp ứng sao lại không đáp ứng lão phu nhân vui vẻ nói ngày mai ngươi đi kiến an hầu phủ bảo bọn họ chờ qua trung thu liền đến đón nó qua lúc trước tiện nha đầu kia gây ra sự tình trong đêm thất tịch không phải là muốn hủy ninh nha đầu sau đó đem bản thân gã vào kiến an hầu phủ sao cứ như vậy thả nàng đi lâm ma ma không cam lòng loại người ngoan độc như nó chết ở thẩm gia sẽ ô uế thẩm gia ta nó đã muốn tiến vào cửa tống gia vậy sớm để nó đi như ước nguyện Hết phần 17, mời các bạn đón nghe phần 18.